Hey, các phụ nữ nha, đây là kênh Thi El Radio Tác phẩm Tuyệt sủng phu nhân của ta, tác giả, khúc thành thương, nhân vật chính, mộ vũ trạch và hàng hân nghiên, editor, cung na, thể loại, bách hợp, hiện đại, 11, HE, sủng ngọt Phần 2 Chương 16, lại là cô Bạch Nhã Tĩnh, trước giờ ăn trưa hàng hân nghiên có bài thi tiếng Anh. Ai, tiếng Anh a à, tiếng Anh chết chắc rồi. Không biết trạch ở phòng nào, trạch thông minh như vậy, không là vấn đề gì, nhưng mình sẽ không như vậy, mình từ trước đến nay không đọc sách. Lúc này, chết chắc rồi, đợi cho giám thị đi vào phòng, nhân tiện đem cửa đóng lại, hàng hân nghiêng lại thở dài. Thật là chết, bài thi phát tới tay, Hàng Hân Nghiên nhìn đề thi, "Thiên A, đây là cái gì?" "Này cái gì?" "Có ý gì?" Hàng Hân Nghiên muốn chết tâm, rõ ràng là người Trung Quốc thi tiếng Anh làm cái gì, sĩ diện là đây, bất đắc dĩ cầm lấy bút, nhìn đề thi trong tay, lại không biết hạ bút thế nào, Hàng Hân Nghiên hít sâu, trong lòng âm thầm nói liều mạng đánh A B C D, không tin không đúng vài câu. Hàng Hân Nghiên ngươi là hiện thân của quần chúng học sinh khi đi thi Anh văn. Để bút trên bài thi ABCD, d loạn cào cào đi xuống. Thẳng đến cuối cùng câu còn lại chọn C, Hàng Hân Nghiên nhìn người ngồi bàn trên, chết thì chết, bỗng nhiên, Hàng Hân Nghiên trong mắt vừa chuyển hắc hắc cười, cuối đáp án bài thi viết vài chữ, tôi là nữ nhân của mộ vũ trạch, không muốn chết thì cho tôi qua đi. Hàng Hân Nghiên vừa lòng cười cười, thế này mới yên tâm buông bút, trong lòng vẫn tán thưởng mình như thế nào thông minh như vậy phương pháp này dùng sớm một chút không phải tốt hơn sao mà bên kia mộ vũ trạch ngáp dài nhìn bài thi trong tay nhíu nhíu mày đề đơn giản như vậy không biết xấu hổ còn đưa cho mình làm lúc mình làm đề này lão sư còn không biết đang ở nơi nào đại biểu cho những học bá nhàm chán mộ vũ trạch cầm bài thi trong tay vào thành một cục hướng phía sau ném đi nhàm chán nằm trên bàn đi gặp chu công cuối cùng tiếng chuông đem mộ vũ trạch đánh thức mộ vũ trạch nhìn đồng hồ vừa đúng lúc có thể cùng bảo bối đi ăn trưa không để ý đến ánh mắt khó xử của giám thị mộ vũ trạch trực tiếp đi ra ngoài bảo bối làm tốt lắm sao mộ vũ trạch ở cửa phòng học hàng hân nghiêng nói trạch em làm tốt lắm đúng rồi trạch thi thế nào a à? hàng hân nghiên chạy đến trước mặt mộ vũ trạch cười cười không được tốt lắm tôi không viết trực tiếp ném mộ vũ trạch không chút nào để ý nói quả nhiên là tác phong của trạch A, vậy còn em? Thì thế nào? Mộ vũ trạch hỏi, ân, không thành vấn đề, tuyệt đối qua. A A A Hàng Hân Nghiên cười rất dối trá, mộ vũ trạch sủng địch cười cười. Nghĩ cũng biết này người này khẳng định là động tay động chân cái gì rồi, tốt lắm, kia, chúng ta ăn trưa đi. Mộ vũ trạch dắt tay Hàng Hân Nghiên đi ra ngoài, lúc này, di động mộ vũ trạch vang lên, huy. Lê Hiên chuyện gì, lão đại? Bạch Tiểu Thư nói muốn tìm người, tôi ngăn lại nhưng không được, lúc này nàng đang đến trường lão đại. Lê Hiên nói ngắn gọn, mộ vũ trạch cao mày. Lại là cô Bạch Nhã Tĩnh, tốt lắm, ta đã biết, anh đem xe lại đây. Mộ vũ trạch thản nhiên nói, vâng lão đại, trạch, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Hằng Hân nghiên quan tâm hỏi, xem biểu tình trạch tự hồ không tốt lắm a, à, không có gì, chỉ là, trạch. Mộ vũ trạch. Một tiếng giọng nữ quát lớn đánh gãy lời Mộ Vũ Trạch muốn nói, Dương mắt liền thấy Bạch Nhã Tỉnh mặt tức giận hướng mình vọt tới đây. Mộ Vũ Trạch, cô thật sự nhẫn tâm. Cô cư nhiên đem tôi ném trên đường, cô. Bạch Nhã Tỉnh mặt tái nhợt, vì cái gì không thể đem cô ném trên đường? Mộ Vũ Trạch cười lạnh hỏi lại, vì cái gì? Chúng ta lúc trước không phải là người yêu sao? Chúng ta lúc trước tốt như vậy, không phải sao? Bạch Nhã Tỉnh quát: cô cũng biết là lúc trước. Lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại. Hơn nữa, hiện tại tôi biết là đối với cô phải thật nhẫn tâm. Mộ vũ trạch không thèm để ý, cười lạnh nói, ngữ khí lạnh lẽo đem hàng hân nghiêng đứng một bên lâm vào chấn động. Trạch thật là khủng khiếp, mộ vũ trạch, cô nói là, là, thật sự. Bạch nhã tỉnh sắc mặt trắng bệt, thân thể hơi hơi có chút run rẩy, không rõ tình huống nên hàng hân nghiêng có chút không đành lòng đi đến bạch nhã tỉnh trước mặt, hảo tâm dìu nàng. Cô vẫn tốt chứ? Hàng hân Nhiên lo lắng nói, mày tránh ra, tao không cần mày giả mù sa mưa. Bạch nhã tỉnh dùng sức đẩy hàng hân nghiêng, hàng hân nghiêng nhất thời bị đẩy ngã xuống đất, đau quá. Nhìn bàn tay xước vài miếng da hàng hân Nhiên khẽ cắn môi, a. À. Bạch nhã tỉnh một tiếng thét chói tai đem hàng hân Nhiên dọa sợ, ngẩng đầu liền phát hiện bạch nhã tỉnh bị đẩy ngã xa mấy thước. Nhất thời cả kinh, bạch nhã tỉnh tôi chưa bao giờ đánh nữ nhân hơn nữa đối với cô tôi từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ đánh cô nhưng hôm nay cô ngàn lần không nên động thủ với bảo bối của tôi mộ vũ trạch hai mắt bốc hỏa nhìn bạch nhã tỉnh lạnh lùng nói mộ vũ trạch như thế nào có thể như vậy cô như thế nào có thể như vậy cô lần đầu tiên đánh tôi cô từ trước đến nay cũng không có đánh tôi hôm nay cô vì một nữ nhân khác mà đánh tôi Mộ vũ trạch, tôi hận cô. Tôi hận cô. Bạch Nhã tỉnh khóc kêu to. Tùy cô, mộ vũ trạch khinh thường nói, đem hàng hân nghiêng nâng đứng lên, ôm nhu nói, thế nào? Bảo bối đau nơi nào, trạch, em không có việc gì. Ngược lại là cô ấy, cô ấy nghiêm trọng hơn em. Hàng hân nghiêng lo lắng nhìn bạch nhã tỉnh, nguyên bản là cánh tay bạch nhã tỉnh bị trầy chảy ra một ít máu tươi. Không cần lo cho cô ta em xem bàn tay đều bị trầy, đi bệnh viện xem. Mộ vũ trạch nói, trạch, em thật sự không có gì, chỉ là bị tróc da, không cần đến bệnh viện khoa trương như vậy, ngược lại là cô ấy giống như nghiêm trọng hơn. Hàng hân nghiêng cao mày nói, tao không cần mày giả mù sa mưa. Lúc này, Bạch Nhã tỉnh hung hăng trừng mắt Hàng Hân Nhiên lớn tiếng nói, cô. Hàng Hân Nhiên giận dữ, không biết tốt xấu. Nếu không tại mày, trạch sao có thể đối với tao như vậy, đều tại mày mà trạch đối với tao như vậy, mày biết không? Tao bây giờ cái gì cũng không có, hiện tại cuối cùng cũng không có trạch, đều tại mày, đều tại mày. Tao muốn giết mày, tao muốn giết mày. Bạch Nhã Tĩnh đã muốn hóa điên. Nàng không muốn nhìn, không chấp nhận được mộ vũ trạch hiện tại yêu người khác. Quy, cô lấy đạo lý này ở đâu vậy? Hàng Hân Nhiên sinh khí nói. Hảo tâm quan tâm nàng, còn nói như vậy với mình đây là loại người gì vậy? Đều là nợ đào hoa của Trạch Hàng hân nghiêng hung hăng trừng mắt nhìn mộ vũ Trạch Không có, đều không có Trạch, này rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Chúng ta yêu nhau 4 năm Trạch cùng cô ta mới có mấy tháng Vì cái gì cô có thể như vậy không một chút quyến luyến Chỉ là vui đùa thôi đúng không? Trạch nói cho em biết Chỉ vui chơi qua đường thôi đúng không? Bạch Nhã tỉnh vẫn như cũ ông một tia hy vọng Nôn nóng hỏi Tôi là thật lòng, ở chung với bảo bối mấy tháng, tôi phát hiện, cô so ra kém hơn cô ấy rất nhiều, tuy rằng yêu cô ấy chỉ ngắn ngủn mấy tháng, nhưng còn hơn tình yêu 4 năm của cô, cho nên, Bạch Nhã Tỉnh, cô chết hy vọng đi. Chúng ta không có khả năng quay lại. Mộ Vũ Trạch thản nhiên nói. Không, sẽ không, sẽ không, Trạch lúc trước nói sẽ vĩnh viễn không buông tay em, người đã nói sẽ bảo vệ em đến già, lời thề của người, hứa hẹn của người người đều đã quên sao mộ vũ trạch cô là tiểu nhân tiểu nhân bị ổi nói rồi không thực hiện cô là tiểu nhân bạch nhã tỉnh cơ hồ gào lên tiếng quát tháo đem học sinh chung quanh vây xem mộ vũ trạch không thích bị người này người nọ vây xem cao mày ánh mắt hướng chung quanh đảo qua dưới âm mấy chục độ chung quanh học sinh cũng không dám tiến lên lập tức tản ra nên đi đi muốn nhìn thì trốn xa mà xem bạch nhã tỉnh cô nói tôi là tiểu nhân vậy cô là cái gì là ai ruồng bỏ ai trước là ai bỏ qua hứa hẹn là cô là cô yêu tiền yêu quyền lúc trước là cô không muốn ở cùng tôi hiện tại trái ngược cô dựa vào cái gì muốn tôi thực hiện lời hứa đối với cô nói không nghe cô tính cái gì vậy hiện tại cô ở trong mắt tôi không là cái gì cả mộ vũ trạch cười lạnh khinh thường nói hiện tại là như thế nào cư nhiên chỉ trích mình, nàng Bạch Nhã Tĩnh thì tính là cái gì, tôi? Đó là... Bạch Nhã Tĩnh sắc mặt cứng đờ, muốn giải thích lại không thể giải thích, cô không cần lấy cớ. Lúc trước tôi đem tâm giao cho cô, là cô không có hiểu được, không chịu quý trọng, trách không được người khác, hôm nay thôi trò khôi hài này đi, về sau tôi không muốn thấy xuất hiện trước mặt của tôi. Nếu không, mộ vũ trạch hiếp mắt, trong mắt lộ ra tia nguy hiểm, mà hàng hân nghiêng nghe đến mộ vũ trạch nói cũng đã chấn kinh. Nguyên lai, trạch chính là từng bị người này tổn thương thật sâu. Khó trách lúc ấy phản ứng của nàng lớn như vậy, trạch kiêu ngạo như vậy thế nào có thể chịu được phản bội. Ai, nghĩ đến khi đó, trong mắt trạch tuyệt vọng cùng thống khổ, hàng hân nghiêng đến bây giờ đều cảm giác được tim đập nhanh, trong lòng đối bạch nhã tỉnh chán ghét lại càng thêm một tầng, lúc trước nếu không phải nàng, trạch như thế nào biến thành như vậy nữ nhân ngu xuẩn này. Trạch tốt đẹp như vậy mà đi phản bội, đúng là không biết tốt xấu, liếc nhã tỉnh còn muốn nói cái gì, hàng hân nghiêng thản nhiên nói, bạch tiểu thư cảm ơn sự phản bội của cô. Nếu không, tôi như thế nào có cơ hội cùng trạch yêu nhau, bạch nhã tỉnh vừa nghe, trên mặt thần sắc không ngừng biến ảo thực khó coi, mộ vũ trạch cũng không nghĩ rối rắm như vậy. Nhìn thấy Lê Hiên lái xe đến thản nhiên nói. Lê Hiên, đem nữ nhân này ra ngoài cho ta, lập tức biến mất trước mặt ta, trạch cô cô. Bạch Nhã tỉnh hoảng sợ nhìn mộ vũ trạch, vân lão đại. Lê Hiên nhận mệnh, Lê Hiên đem Bạch Nhã tỉnh nhất lên đi ra ngoài, anh buông, buông ra. Có nghe thấy không, buông tay. Bạch Nhã tỉnh quát to, Lê Hiên không chút khách khí đem nàng một phen ném ra ngoài, không có thương hương tiếc ngọc chút nào. Mà hàng hân nghiêng nhìn mộ vũ trạch nắm cánh tay mộ vũ trạch, cười nói qua. Thân ái hảo soái A. Yêu trạch chết mất. Ha ha ha, em thật là. Mộ vũ trạch bất đắc dĩ cười, PS, chương sau Quách Kỳ, nữ phụ thứ hai lên sàn. Chương 17, Quách Kỳ, trạch học tỷ Em đã thích người rất lâu rồi. Em rất mong có thể làm bạn với người. Một tiểu nữ sinh khả ái cúi đầu, hai tay khẩn trương nắm chặt góc áo, trên mặt hiện một mảnh hồng, tránh ra mộ vũ trạch thản nhiên quét mắt nhìn nữ sinh trước mắt đem ba lô khoác trên vai không chút nào để ý nói khả nhưng em nữ sinh mặt khẩn trương nhìn mộ vũ trạch tuyệt mỹ tuấn giật trước mặt nắm quần áo mộ vũ trạch đừng đụng vào ta mộ vũ trạch lạnh lùng quát nữ sinh nhất thời bị dọa sợ hãi trạch trạch học tỷ em em không phải nữ sinh khóc nhưng mộ vũ trạch cũng không chút nào xoay chuyển như thế nào mỗi ngày đều có vài con ông chưa từ bỏ ý định tiếp cận, da mặt thật đúng là dày, ngữ khí của mình cùng biểu tình đều lạnh như vậy. Tuy nhiên còn không sợ chết. Thật không biết nên nói các nàng kiên cường hay là bất khuất, tránh ra, ta không thời gian cùng cô nói chuyện. Bảo bối đang đợi ta. Mộ Vũ Trạch không kiên nhẫn nói, đồng thời dùng tay hắt cái tay đang nắm lấy áo mình không chịu buông, "Nhưng em, Trạch đang làm cái gì vậy? Nhanh lên có được không?" ngữ khí hàng hân nghiêng thản nhiên truyền đến. Mộ vũ trạch vừa nghe, nhất thời đã biết bảo bối nhà mình lại ghen tị. Mỗi lần chỉ cần có nữ sinh hướng mình muốn kết giao, bảo bối đều sẽ là một loại ngữ khí thản nhiên cùng một biểu tình này a. À, mộ vũ trạch nhất thời bật cười, ân, không có gì. Mộ vũ trạch bất đắc dĩ nói, hàng hân nghiêng mặt không chút thay đổi đi đến bên cạnh mộ vũ trạch, tay phải hung hăng kéo mộ vũ trạch vào trong lòng chính mình, học mùi a, đây là hướng người của học tỷ kết giao sao? Hàng Hân Nghiên bình tĩnh nhìn chầm chầm vào nữ sinh kia. Đồng thời đưa tay ra phía sau mộ vũ trạch dùng sức véo, mộ vũ trạch nhất thời đau hít một hơi. Bảo bối, quá hoang uổng đi. Tôi là vô tội. Nghĩ đến mình vô tội bị véo như vậy, mộ vũ trạch nhất thời buồn bực đến cực điểm, lạnh lùng nhìn chầm chầm học muội kia. Học muội bị mộ vũ trạch cùng hàng hân nghiên trừng mắt thị uy trên người ứa ra mồ hôi lạnh, chân cũng bắt đầu rung lên, học muội còn chưa có trả lời câu hỏi của học tỷ đâu. Hàng hân nhiên ngoài cười nhưng trong không cười, nữ sinh giờ phút này run càng lợi hại, hân nhiên học tỷ thật đáng sợ. Nữ sinh giờ phút này thầm nghĩ chạy đi, cuốn quyết không người chào nói, thực xin lỗi. Học tỷ, quấy rầy rồi, nói vừa lập tức biến mất không thấy đâu, tốc độ kia thật mau a, à, làm người ta liếu lưỡi, mộ vũ trạch bất đắc dĩ cười bảo bối a, à. làm sao vậy? Còn ghen a, à, hừ. Hàng Hân Nghiên quay mặt, buông tay đang ôm Mộ Vũ Trạch bước đi không thèm để ý người kia, bảo bối. Làm sao vậy? Mộ Vũ Trạch đuổi theo, nắm tay hàng Hân Nghiên, mặt cười lấy lòng, không có gì. Chỉ là có điểm cảm thán. Người nào đó mị lực thật sự rất lớn. Đến cuối tuần hình như là 27 lần đi. Ai thật là mị lực vô cùng a, à, nghe toàn ngữ khí ghen tuông, Mộ Vũ Trạch cười càng bất đắc dĩ được rồi bảo bối em biết rõ tôi nơi này chỉ có một mình em hiện tại về sau cũng chỉ có mình em mộ vũ trạch kéo tay hàng hân nghiêng đặt tay người kia lên tim mình nhu tình nói xem bảo bối mặt vẫn không được như bình thường mộ vũ trạch đành phải đem nàng lãm tiếng trong lòng bảo bối rốt cuộc làm sao vậy ai khi dễ em nói với tôi tôi đánh hắn nha không chỉ là trong lòng rầu rĩ Hàng Hân Nhiên đem mặt vùi vào trong lòng mộ vũ trạch phiền muộn nói, làm sao vậy? Lão công cùng em nói, trạch tốt đẹp như vậy, người thích trạch nhiều như vậy, so với em chỗ nào cũng tốt đẹp hơn, trạch có thể hay không có một ngày trạch không thích. Còn chưa có nói xong, mộ vũ trạch liền không người hôn đôi môi đối mình mà nói là tràn ngập dụ hoặc đứa ngốc. Em nghĩ vớ vẫn gì đó. Đến bây giờ em còn không hiểu được tâm của tôi sao? Mộ vũ trạch nhìn vào mắt hàng hân nghiêng, bất đắc dĩ nói, bảo bối, em không cần lo lắng, tâm của tôi rất nhỏ, chỉ có thể chứa mình em, tôi có em là đủ rồi, trạch. Không cần rời xa em. Không cần vứt bỏ em, không có trạch, em thật sự không biết nên làm cái gì mới tốt bây giờ. Hàng hân nghiêng gắt gao ôm ống tay áo mộ vũ trạch thấp giọng nức nở. Nhìn một màn này mộ vũ trạch lại bất dĩ đau lòng gắt gao ôm bảo bối trong lòng, trạch không biết, không biết gần đây ngươi thay đổi lớn bao nhiêu, trạch có thể dần dần cùng mọi người chung quanh bắt đầu không có bài xích. Không hề có bộ dáng người băng ngàn năm nữa, trạch có thể không chỉ mỉm cười với em mà còn với người khác nữa, trong thế giới của trạch dần dần cũng có những người khác, em rất sợ, sợ loại thay đổi này của trạch, rất sợ rất sợ, Ông nhu của trạch không thuộc về của em nữa. Em không còn là thế giới của trạch nữa. Có thể hay không có một ngày, trạch gặp được người so với em càng hoàn hảo hơn. Trạch có thể hay không mà rời em đi, từ nay về sau em không còn trong thế giới của Trạch, em rất sợ, thật sự rất sợ, em không dám tưởng tượng nếu tương lai không có Trạch. Như vậy, em sẽ điên, khá hơn chút nào không, bảo bối. Mộ vũ Trạch ôm hàng hân nghiêng ôm nhu hỏi. Ân, kia, chúng ta đi ăn chút gì đi. Dứt lời, mộ vũ Trạch dắt tay hàng hân nghiêng ra cổng, mới ra khỏi cổng. Liền nghe thấy một nam sinh gầm rú, tiểu kỳ, Quách kỳ cũng không để ý tới người phía sau, lập tức hướng đường lớn đi, địch, địch, địch. Âm thanh của ô tô làm người nghe chói tai. Hàng hân nghiêng hoảng sợ. Bỗng nhiên cảm giác được tay mình lúc nãy vẫn gắt gao được nắm bây giờ bị buông ra, ô tô càng gần, hàng hân nghiêng đặt tay lên trái tim la lớn một tiếng, trạch. Không. Thời gian thật giống như dừng lại tại hình ảnh kia một khắc, đến khi âm thanh run rẩy của nam sinh vang lên, kỳ, tiểu kỳ, em, em thế nào? có bị thương không? Quách kỳ không để ý tới tên nam sinh, ngược lại là không thể tin nhìn nữ nhân đang ôm lấy mình. Chỉ cảm thấy trái tim đập bang bang, cô, mộ vũ trạch thản nhiên buông tay ra nói, lần sau đi nhớ nhìn đường, dứt lời đi về hướng bảo bối đang đứng. Khẳng định vừa rồi bảo bối sợ hãi, một tiếng kêu kia, tim mình đến bây giờ vẫn còn một trận co rút đau đớn, quách kỳ nhìn mộ vũ trạch đi xa, trong lòng một cổ cảm xúc không hiểu, nàng vừa rồi rất muốn hỏi, vì cái gì mà cứu mình nàng hẳn là nhìn ra mình là cố ý đi trên đường cái vì cái gì cứu nàng thậm chí ngay cả mệnh mình cũng không giữ nếu để mộ vũ trạch biết suy nghĩ này phỏng chừng sẽ tức đến học máu nàng cứu nữ nhân kia chỉ là bởi vì trong nháy mắt thấy ánh mắt vô phản và cứng cỏi giống ánh mắt mình trước đây cho nên mới có thể trong nháy mắt ra tay cứu nàng hơn nữa nàng biết lê hiên ở bên cạnh không sợ có việc hơn nữa chính bản thân nàng với chiếc xe kia cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ là làm bảo bối sợ hãi. Cho nên, nàng hối hận đã cứu người kia. Nếu nàng như vậy liền chết đi. Khiến bảo bối chấn kinh, thật sự là không đáng giá. Quách kỳ nếu biết suy nghĩ mộ vũ trạch, phỏng chừng cũng sẽ lập tức tự sát, bảo bối. Tôi không sao đâu. Mộ vũ trạch nhu tình đem hàng hân nghiêng kéo vào trong lòng, xem hàng hân nghiêng vẫn là mặt dạy ra, trên mặt nước mắt tùy ý rơi xuống mộ vũ trạch liền đau lòng không thôi nàng hôn khuôn mặt đẫm nước mắt hàng hân nghiêng ôn nhu nói bảo bối nhìn tôi này em xem tôi không sao tôi hảo hảo đứng ở trước mặt em không tiếng trả lời bảo bối em xem xem tôi trạch rất tốt trạch liền ở trước mặt em mộ vũ trạch tôi không có việc gì bảo bối em mau trả lời tôi đi bảo bối đừng như vậy tôi thật đau lòng thật đau lòng a. À. Mộ vũ trạch đau lòng sống chết ôm chặt hàng hân nghiêng, hôn cặp môi thơm. Tâm luôn luôn co rút đau đớn. Bảo bối, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, trạch. Lâu sau đó mộ vũ trạch tâm đều nhanh đau không còn cảm giác, hàng hân nghiêng rốt cục có điểm ý thức, trạch, trạch, tôi đây, bảo bối, tôi đây. Mộ vũ trạch lại là hôn môi tới hai má, lại là hôn lên hai mắt, trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra trạch làm em sợ muốn chết thật sự làm em sợ muốn chết trạch biết không em thật sự bị hù chết em thật sự rất tuyệt vọng a à. trạch như thế nào có thể đối với em như vậy như thế nào nhẫn tâm như thế Hàng hân nghiêng khóc trống không thôi nhào vào trong lòng mộ vũ trạch tâm đến bây giờ đều còn đau thực xin lỗi thực xin lỗi bảo bối là tôi không tốt thực xin lỗi mộ vũ trạch hiện trừ bỏ nói thực xin lỗi ra thật sự không biết nên nói cái gì nàng thật sự thực hối hận cứu người nọ nếu biết cứu của nàng làm bảo bối biến thành như vậy thế thì nàng lựa chọn nhìn nữ nhân kia chết cũng sẽ không động lòng một chút quách kỳ nhìn một đôi kia bên đường đang hôn nhau trong lòng cảm xúc không hiểu càng sâu tiểu kỳ em làm sao vậy thật sự không có việc gì sao nam sinh lo lắng nói quách kỳ liếc mắt nhìn nam sinh kia một cái thản nhiên nói lâm phong anh đi đi về sau chúng ta cái gì cũng không còn anh yêu nhiều nữ nhân như vậy tôi hy vọng về sau anh đừng đến quấy rầy tôi tiểu kỳ em còn giận anh sao anh biết sai rồi anh vẫn yêu em là em đối với anh không lạnh không đạm anh mới muốn đi tìm nữ nhân khác đến làm em tức giận anh thật sự không nghĩ kết cục là như thế này lâm phong sốt ruột giải thích hừ chọc tức tôi anh gọi chọc giận tôi chính là tại nhà của tôi giường của tôi ngay trước mặt tôi cùng nữ nhân khác lên giường quá ác liệt rồi hừ lâm phong chúc mừng anh nếu đây là anh nói chọc giận tôi như vậy anh thành công rồi đó chỉ là về sau anh và tôi không thể tiếp tục quách kỳ đầy mặt khinh bỉ nhìn lâm phong em như thế nào có thể nói như vậy liền quyết định là như vậy vậy em cũng không thể lấy sinh mệnh mình ra đùa em biết không Lúc nãy em thật sự dọa anh sợ muốn chết. Lâm Phong có chút khó thở nói, nàng cũng không phải là lấy sinh mệnh mình ra đùa, nàng là biết người của cha phái tới từ một nơi bí mật gần đó sẽ bảo hộ nàng, cho nên mới dám vọt ra đường. Nàng cũng không ngốc như vậy, vì một nam nhân không đáng giá tặng mệnh mình. Bất quá là nghĩ dọa hắn mà thôi, không nghĩ tới, cuối cùng thu hoạch lớn. Nghĩ vậy, Quách Kỳ lại nhìn về hướng của ngộ vũ trạch chỉ thấy mộ vũ trạch đem hàng hân nghiên ôm đứng lên về sau còn hôn hôn hàng hân nghiên thẳng đến khi hai người dần dần đi xa khỏi tầm mắt tiểu kỳ em có đang nghe anh nói như vậy với anh luôn không tỏ cả thái độ gì lâm phong bỗng nhiên có chút khổ sở thiếu chút nữa khiến quách kỳ có xúc động muốn đánh người tôi chính là như vậy đây là tôi như thế nào còn có về sau anh đừng đến chỗ tôi gây rối tôi và anh chia tay biết chưa Nói xong tiêu sái xoay người, lưu lại Lâm Phong còn chưa kịp nói gì. Hôm nay, quách kỳ tâm tình tốt ngoài ý muốn. Hôm nay, mộ vũ trạch tâm tình, ngoài ý muốn, rất kém cỏi, rất kém cỏi. Thấy bảo bối như vậy, nàng thiếu chút nữa có loại xúc động phái người đem hai người kia đâm chết đi. Chương 18, công ty kỳ lâm, bảo bối, tôi biết sai rồi, đừng không để ý tới tôi mà. Mộ vũ trạch vĩ khuất kéo kéo vạt áo hàng hân nghiêng nhỏ giọng nói. Hàng Hân Nhiên thản nhiên liếc mắt một cái nhìn mộ vũ trạch, mặt vẫn lạnh lùng, mộ vũ trạch trong lòng đau xót, bảo bối, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện nguy hiểm như vậy. Em tha thứ tôi đi. Bảo bối. Nhìn trong mắt mộ vũ trạch đáng thương cùng đau lòng, hàng hân Nghiên cuối cùng mềm lòng, trạch muốn em nên làm sao đây? Nghe hàng hân nghiêng mang theo ngữ khí bất đắc dĩ và tự trách, trong lòng mộ vũ trạch căng thẳng, bảo bối, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Mộ vũ trạch sốt ruột nói, đem hàng hân nghiêng hung hăng ôm vào trong lòng, cố gắng muốn áp chế cổ bất an trong lòng kia. Bảo bối, tôi là thật sự thật sự sai rồi, em đừng dùng cái loại ngữ khí này nói với tôi, trong lòng tôi khó chịu lắm. Hàng hân nghiêng cảm giác được tay mộ vũ trạch ôm lấy mình có chút phát run, trạch đang sợ hãi, nhưng trạch đang sợ hãi cái gì, hàng hân nghiêng không thèm nhắc lại mộ vũ trạch trong lòng hốt hoảng cực độ cái loại cảm giác bất an này tràn ngập trong tâm mộ vũ trạch đợi cho mộ vũ trạch rút cục chịu không nổi không khí im lặng hàng hân nghiên mở miệng nói trạch về sau đừng bỏ em lại nữa được không bảo bối tôi thề về sau tuyệt đối sẽ không như vậy tuyệt đối mộ vũ trạch kiên định dứt khoát nói hàng hân nghiên thế này mới mỉm cười an tâm tựa đầu vào trước ngực mộ vũ trạch nghe tiếng tim đập vững vàng khiến nàng an tâm Hàng hân nghiên mỉm cười thật tốt, trạch còn ở đây, mộ vũ trạch thở dài nhẹ nhõm, ôm chặt hàng hân nghiêng, một khắc kia nàng thật sự có loại cảm giác mất đi bảo bối, bỗng nhiên, hàng hân Nghiên mở miệng nói, đúng rồi, trạch ba em nói muốn em bắt đầu tiếp nhận công ty, cho nên sợ là không thể thường xuyên cùng trạch ở cùng nhau, khi hàng hân Nghiên nói xong lời này, mộ vũ trạch có cảm giác cổ kích động lại lần nữa tràn ngập tâm can. Bảo bối, tôi đã biết sai rồi, em còn muốn trừng phạt tôi sao? Hàng Hân nghiêng cười cười, không phải, chuyện này vốn cùng Trạch nói, chỉ là hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng nhìn mộ Vũ Trạch không tha, Hàng Hân nghiên cười ngọt ngào, đừng khẩn trương như vậy, em cũng không phải đi không trở về, chỉ là đi tiếp nhận công ty ba mà thôi, chúng ta vẫn có thể gặp mặt mà. Mộ Vũ Trạch khó chịu hít mắt, đừng đi, tôi nuôi em nha, phốc, ha ha, Trạch hảo khả ái. Hàng Hân nghiêng cười không ngừng, tuy rằng em biết sản nghiệp của Trạch rất lớn rất có tiền, nhưng Trạch hẳn là biết em không phải người ăn không ngồi rồi, em cũng muốn làm bằng sức mình a." À. Mộ Vũ Trạch trầm mặt không nói, đúng vậy, Bảo Bối là một người kiêu ngạo, nàng muốn làm chuyện của mình. Chính mình như thế nào có thể có quyền cấm nàng, như vậy đối với Bảo Bối mà nói là rất ích kỷ. Yêu chính là khoan dung không phải sao, hảo." Tôi đáp ứng, bất quá em không được treo hoa ghẹo nguyệt." Mộ Vũ Trạch bất mãn nói, tuy rằng trong lòng vẫn cố chấp Bất quá nếu bảo bối nói như vậy chính mình nên cho phép bảo bối cất cánh tìm hiểu thế giới bên ngoài. Hàng hân nghiên quét mắt nhìn mộ vũ trạch thản nhiên nói, lời này. Hẳn là em nói mới đúng, ngạch, hừ, nàng cũng không quên hôm nay có chuyện phát sinh, bất quá, bảo bối, em ngày mai sẽ đi tập đoàn hàng thì sao? Có thể hay không trì hoãn vài ngày. Tôi không muốn xa em, mộ vũ trạch khó có được bộc lộ tính trẻ con nói, hàng hân nghiên thở dài. Trạch thật sự thay đổi rất lớn, không biết là tốt hay xấu đây, bất quá, chỉ cần là trạch, mặc kệ bộ dáng gì mình cũng yêu. Chỉ sợ là loại thay đổi này về sau tình địch của mình nói không chừng càng ngày càng nhiều đi, ai, trạch có nhân khí, mộ vũ trạch mặt tối sầm. Cái gì kêu có nhân khí? Chẳng lẽ lúc trước ta đều là trầm lặng, bảo bối, em đừng chuyển đề tài, em còn không có trả lời câu hỏi của tôi. Mộ vũ trạch nghiêm mặt nói, ngạch, không nha, em ngày mai không đi công ty, em phải đi một chuyến đến công ty Kỳ Lâm. Hàng Hân Nghiên cười nói, công ty Kỳ Lâm. Mộ Vũ Trạch nghi hoặc nói, đi đến đó làm gì? Hàng Hân Nghiên cười cười, em muốn vào trong đó làm việc, làm việc. Mộ Vũ Trạch kinh ngạc nói, em không phải nói ba em muốn em tiếp quản tập đoàn hàng thì sao? Như thế nào đi vào trong đó làm việc? Trước cuộc sao lại thế này, Nga, đột nhiên ba muốn em liền tiếp nhận công ty, em sợ mình không đủ năng lực giữ không được công ty, cho nên cùng ba nói muốn thực tập trước một thời gian rồi đến tiếp nhận công ty. Hàng Hân Nhiên không chút nào để ý nói. Vậy em có thể vào làm công ty tôi, chẳng lẽ bảo bối không muốn cùng tôi ở cùng một chỗ sao? Mộ vũ trạch vĩ khuất nói, hàng hân nghiêng ngẩn người, trạch như vậy thật sự thực hấp dẫn, không phải đâu, chỉ là cùng trạch một chỗ. Em căn bản không thể học tập được điều gì, mỗi lần cùng trạch một chỗ, đều tránh không được tốc độ tim đập, ngọt ngào không thôi như vậy mình căn bản không có biện pháp học tập những chuyện khác cho nên mình không có biện pháp mới muốn đi công ty khác nhưng vì cái gì là công ty kỳ lâm nơi đó cách xa tôi như vậy mộ vũ trạch luyến tiếc nói đem khả nhân nhi ôm trong lòng trạch đừng hẹp hòi chúng ta cũng không phải không thể gặp nhau hằng hân nghiên bất đắc dĩ cười cười nhìn mộ vũ trạch vẫn đang là biểu tình khó chịu ôm mình cũng không thấy giảm sức chút nào mới bất đắc dĩ để sát vào bên tai mộ vũ trạch nhẹ giọng nói, đừng trẻ con như vậy, hôm nay em cùng trạch cả ngày, mộ vũ trạch nhíu mày, làm cái gì đều được, hàng hân nghiên mặt đỏ thấp giọng nói tân. Mộ vũ trạch thế này mặt mới mang ý cười một tay ôm lấy hàng hân nghiên vắt lên vai, a à. Hàng hân nghiên cả kinh kêu lên, bảo bối, tôi mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Cùng với âm thanh sang sản của mộ vũ trạch, hàng hân nghiên mặt đã muốn hồng triệt để vùi đầu vào trong lòng mộ vũ trạch nói, Sắc lang, ha ha ha, đúng vậy, bảo bối nói đúng, tôi đây nếu không làm chuyện gì đó. Như thế nào có cái danh Sắc Lan? Chương 19 hóa trang, a a a a a a a. Đã trễ thế này, hỏng hỏng, muộn rồi mộ vũ trạch. Hàng hân nghiên tức giận kích động hét lớn. Mộ vũ trạch ngồi trên ghế sofa rất là bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê không thèm để ý, bảo bối bình tĩnh, hàng hân nghiêng cắn răng nói, trạch ngược lại là thực rảnh rỗi a à. Em hôm nay là muốn đi làm. Mộ vũ trạch, Nga tôi biết. Mộ vũ trạch cười nói. Hô, hít sâu, bình tĩnh, bình tĩnh. Hàng hân nghiêng nhịn xuống xúc động rặng cười nói, trạch đã biết. Vì cái gì buổi sáng không gọi em dậy, hàng hân nghiêng nói thật ôm nhu, nhưng vì cái gì mộ vũ trạch nghe ra có một tia buồn rầu ngạch này nha tôi là sợ tối hôm qua bảo bối không có ngủ muốn cho bảo bối ngủ nhiều thêm một chút tôi biết tối hôm qua nhất định là bảo bối mệt muốn chết rồi mộ vũ trạch cười cười không nhẹ không nặng thản nhiên nói nàng mới sẽ không ngốc như vậy thừa nhận mình cố ý không gọi bảo bối dậy nghĩ đến bảo bối lập tức cùng mình tách ra lâu như vậy mộ vũ trạch trong lòng liền khó chịu đến cực điểm hàng hân nghiên mặt đỏ triệt để, không biết là do không khí ám muội hay là bị câu nói kia làm xấu hổ, vậy trạch cũng phải biết phân nặng nhẹ. Chuyện quan trọng như vậy, đương nhiên phải đánh thức em. Hàng hân nghiên bất mãn nói, mặt phấn nộn, mộ vũ trạch một trận tim đập nhanh, kiềm chế xuống nội tâm xúc động mộ vũ trạch, khụ một tiếng, mỉm cười, được rồi, bảo bối, em ăn sáng trước đi, tôi cố ý mua cho em đó. Đợi lát nữa tôi lái xe đưa em tới công ty Kỳ Lâm, như vậy được rồi chứ?" Hằng Hân Nghiên thế này mới cười nói, "Ha ha. Đã biết rạch tốt nhất, bất quá, trước khi em đến công ty Kỳ Lâm, tôi có một yêu cầu." Mộ Vũ Trạch cười tà nói, "Yêu cầu gì?" "Em không thể lấy bộ dáng này của em đi đến công ty Kỳ Lâm." Mộ Vũ Trạch nói, "A, à, bộ dáng bảo bối rất câu dẫn dễ làm người khác phạm tội, đây là chuyện rất nguy hiểm, cho nên, vì tránh khả năng hồng hạnh vượt tường." Mộ Vũ Trạch cười rất không vui khóe miệng hàng hân nghiêng run rẩy cái gì kêu hồng hạnh vượt tường hàng hân nghiêng nhịn xuống xúc động muốn đánh người kia bình tĩnh bình tĩnh sợ em lơ đảng câu dẫn một nam nhân hoặc nữ nhân khác chạy theo em đến nhà mộ vũ trạch quy hải đường cho cô ba phút tới nhà ta mộ vũ trạch lấy di động ra thản nhiên nói vân lão đại hải đường cung kính đáp kỳ thật trong lòng không khỏi suy đoán có việc gì nan giải mà tìm mình sẽ là chuyện gì? 2 phút 58 giây. Hải đường phụng mệnh đúng giờ tới nơi. Hàng hân nghiên không khỏi liếu lưỡi, lợi hại, giúp ta đem nàng cải trang ai cũng không nhận ra. Mộ vũ trạch ôm nhu nhìn hàng hân nghiên, đối với hải đường thản nhiên nói. Vân lão đại, khoan khoan, trạch muốn làm gì? Hàng hân nghiên mặt hoảng sợ nhìn mộ vũ trạch, cái gì kêu cải trang nhận không ra? Nàng muốn làm gì? Mình có dự cảm không tốt, đem em cải trang trở thành người không chút gì đặc biệt, như vậy sẽ không có nhiều rùi bỏ đi theo em, tôi cũng yên tâm. Mộ vũ trạch cười nói, thấy mộ vũ trạch ôm nhu cười, hàng hân nhiên không khỏi rùng mình một cái. Trạch vì cái gì cười khủng bố như vậy, không chỉ có hàng hân nhiên, hải đường nhìn lão đại của mình cười trong lòng không ngừng nổi da gà. Lão đại, nụ cười của ngài có sát khí rất nặng, kết quả cuối cùng chính là, hàng hân nhiên bị hải đường trang điểm thật sự liền cảm giác thấy mình rất bình thường, ban đầu kiều mị, dung nhan tuyệt mỹ giờ phút này trở thành người không đáng chú ý đến, ân, chính là như vậy. Mộ vũ trạch vừa lòng gật đầu. Quả nhiên, kỹ thuật hải đường vẫn trước sau như một vi diệu như vậy. Hàng hân nghiên mặt kinh ngạc nhìn gương, mở to hai mắt nhìn, đây là mình sao, tóc đen mềm mại cục đuôi ngựa, ban đầu khuôn mặt trắng ngoãn tuyệt mỹ giờ phút này mang một khuôn mặt đen mắt to, trên cũng không biết bị hải đường làm cái gì, trừ bỏ trắng ra thì tìm không thấy bất cứ điểm nào cho người khác cảm giác hấp dẫn. Hai mắt lấp lánh lanh lợi giờ phút này cũng không biết bị hải đường làm như thế nào mà không còn như trước, hiện tại khuôn mặt này, nhiều nhất xem như người thanh tú, tuyệt mỹ kiều diễm ban đầu hoàn toàn bị che mất, hoàn hảo, coi như thanh tú, ít nhất không phải bị biến thành lão nương A, hàng hân nghiêng ở trong lòng cảm khái nói, quay đầu nhìn nụ cười tà của mộ vũ trạch. Nàng bất mãn nghĩ đến, vì cái gì mình phải cải trang, mà nàng lại có thể thanh nhàn như không có việc gì rõ ràng nàng so với mình càng yêu nghiệt hơn càng câu dẫn người khác hơn bây giờ hai từ có thể miêu tả tâm trạng của hàng hân nghiên đó là bất mãn ba chữ đó là rất bất mãn bốn chữ là phi thường bất mãn xem bảo bối bộ dáng đầy bất mãn mộ vũ trạch cũng đã đoán được suy nghĩ của hàng hân nghiên vì thế gãi gãi lông mày cười không nói nực cười mộ vũ trạch nàng là ai là mộ vương a Ai không biết phân biệt dám công khai câu dẫn mình như vậy, huống hồ mình trên người tản ra khí lạnh, mộ vũ trạch không nghĩ sẽ có người có thể chịu nổi. Cho nên mình hoàn toàn không cần hóa trang, nhưng bảo bối không giống, nàng tuyệt mỹ, nàng yêu diễm, thật hấp dẫn cho nên rất nhiều người chú ý nàng. Bảo bối tốt nhất chỉ có mình mới có thể mơ ước, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ, lại nhìn bộ dáng này của hàng hân nghiêng, mộ vũ trạch là càng xem càng vừa lòng một bên hải đường là lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Nàng chỉ sợ lão đại không hài lòng, nếu không, mình xong rồi, tốt lắm, bảo bối mau ăn sáng đi, bằng không sẽ muộn. Mộ vũ trạch cười cười, hàng hân nghiêng mặt bi phẫn. Cũng không nhìn xem rốt cuộc là ai làm hại, cư nhiên còn có thể cười vô hại như vậy. Mộ vũ trạch tâm tình tốt quá rồi, hàng hân nghiêng tâm tình không thể nào tốt được, hải đường xem đúng thời cơ, trùng mất. Mình cảm giác về sau càng ngày càng sợ hãi Hàng hân nghiêng bất đắc dĩ nghĩ đến Nhất định phải khiến rùi bỏ tránh xa bảo bối Người của nàng như thế nào có thể cho người khác đi nhìn trộm mơ ước Nói đùa Mộ vũ trạch trong lòng căm giận nghĩ đến Chương 20 Bảo bối tôi chờ em về nhà Tốt lắm Trạch tới đây được rồi Trạch về đi Hàng hân Nghiên nói À, bảo bối Em cứ như vậy muốn tôi đi em gần đây như thế nào cũng không đồng ý cùng tôi ở một chỗ. Mộ vũ trạch vĩ khuất nói. Chẳng lẽ bảo bối còn vì chuyện kia mà tức giận, ai bảo trạch khi dễ em, hàng hân nghiêng tức giận nói, tôi. Tôi khi dễ em. Như thế nào có thể? Em là bảo bối của tôi, tôi như thế nào khi dễ em, bằng không em hiện tại như vậy trạch giải thích như thế nào? Ân. Hàng hân nghiêng cắn răng nói, ngạch, đó là tôi không phải sợ người có tâm muốn gây rối câu dẫn bảo bối nhà tôi giúp em ăn mặc thế này liền sẽ không có nhiều rùi bỏ đi theo a em phải nói tướng công em thực chu đáo mới đúng như thế nào có thể nói là khi dễ cái gì gọi là có người câu dẫn em em dễ dàng bị người khác câu dẫn như vậy sao vẫn là không tin mình hàng hân nghiên bất mãn nghĩ lại nói vừa thấy liền câu dẫn mình trừ phi người đó so trạch còn muốn yêu nghiệt hơn thì may ra có thể, hôm nay mộ vũ trạch ăn mặc thoải mái, da thịt trắng noãn, dáng người tuấn giật hoàng mỹ, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo một ý cười tà câu hồn. Hai mắt đen giống như cái động nhìn vào không thấy một tia sáng nào, không cẩn thận sẽ trầm mê. Nha nha, trên đời này không có ai so với nàng yêu nghiệt hơn. Hoàn hảo là nhà mình, nếu ra ngoài, không biết có bao nhiêu tai họa cho bao nữ nhân và đương nhiên cũng có nam nhân thế giới sẽ hỗn loạn a, à, thật sự là cảm thán tạo hóa bất công a, à, vì cái gì người này có thể yêu nghiệt thành như vậy. Tai họa a, à, tai họa a, à, bảo bối, nghĩ cái gì đấy, nếu không nhanh lên thật sự sẽ đến muộn. Mộ Vũ Trạch buồn cười nói, "Nga." "Đúng nga, đều tại trạch a." À. Nói xong, hàng Hân Nghiên lập tức đánh nhẹ Mộ Vũ Trạch rồi liền chạy vội đi, nhìn bóng dáng hàng Hân Nghiên rời đi, Mộ Vũ Trạch trong lòng hơi đau, thật là cũng không phải không trở lại khổ sở cái gì mộ vũ trạch bất đắc dĩ lẩm bẩm nói bảo bối tôi ở nhà chờ em trở về chào quản lý tôi là hàng hân nghiên đây là lý lịch và tư liệu của ta hàng hân nghiên cầm hồ sơ đưa tới cho người quản lý trước mặt ân hàng hân nghiên tên rất đẹp nha cũng không biết có phải hay không do ngoại hình có thể nhìn, quản lý không lấy hồ sơ Hàng Hân Nghiên đưa qua, cô cũng không có cái gì giỏi cả. Hàng Hân Nghiên áp chế lửa giận, thản nhiên nói, ngài là nói về phương diện nào? Phương diện? Không biết cô có lấy giải thưởng gì không, quản lý châm chọc nói, nha nha, có phải hay không nữ nhân đều ghen tị với người so với mình xinh đẹp hơn. Hàng Hân Nghiên âm thầm nghĩ đến, nếu để trạch biết quản lý này tỏ thái độ với mình phỏng chừng cũng không biết sẽ chết bao nhiêu lần. Quản lý, tư liệu của tôi đều viết trong hồ sơ, cô có thể xem, Nga. Tôi bề bộn nhiều việc, không rảnh để xem, tôi cảm thấy cô rất trẻ, công ty chúng ta cần người có nhiều kinh nghiệm, cô không thích hợp với công ty chúng ta. Cho nên hồ sơ của cô, tôi nghĩ không cần phải xem. Quản lý nói cũng không thèm nhìn tới hàng hân nghiêng, hàng hân nghiêng trong lòng lửa giận tạch 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 nổi lên. Bình tĩnh, bình tĩnh, người như thế không đáng nổi giận. Hàng hân nghiêng âm thầm áp chế lửa giận. Đang muốn nói cái gì, thì nghe âm thanh quản lý bối rối truyền đến, tổng, tổng, tổng tài. Ngài như thế nào đến đây, tổng tài? Hàng hân nghiêng xoay người, trước mắt nữ nhân có thể dùng cao nhã xinh đẹp để hình dung. Trên người có loại khí chất lạnh lùng khiến hàng hân nghiêng kinh diễm. Nguyên lai like tổng tài công ty kỳ lâm trẻ tuổi và xinh đẹp như vậy, chỉ là như thế nào cảm giác có chút quen mắt. Hàng Hân Nhiên Quách Kỳ thản nhiên nhìn Hàng Hân Nhiên, ân, đây là hồ sơ của cô. Quách Kỳ lấy hồ sơ Hàng Hân Nhiên xem, lấy mấy chục giải thưởng. Quách Kỳ thản nhiên nói, đúng vậy, có thể làm cái gì, công ty cần cái gì, tôi sẽ cố gắng có cái đó, tôi có thể học. Với tôi mà nói không có cái gì khó khăn, Hàng Hân Nhiên tự tin nói. Mình sẽ không, trong nhà không phải còn có vị thần vạn năng a à. Quách kỳ lại nhìn nhìn hàng hân nghiêng, khóe miệng hơi hơi gợi lên, tốt lắm, ngày mai cô tới đi làm, 3 tháng thử việc, tiền lương một vạn, làm chính thức tiền lương 5 vạn, cuối năm có thưởng, mỗi hai ngày cuối tuần được nghỉ, được không, có thể. Tốt như vậy, hàng hân nghiêng vui vẻ không thôi, đợi lát nữa liền nói cho trạch tin tốt này, kia, ngày mai 8 giờ đi làm, tôi không muốn cấp dưới phạm sai lầm trong thời gian thử việc. Vâng tôi đã biết, tốt lắm, cô có thể về. Khi hàng hân nghiêng ra khỏi công ty, mơ hồ còn nghe thấy được âm thanh sợ hãi của quản lý, tổng tài. Tôi, ngày mai cô không cần đến đây, nhưng tôi, nếu cô cần tiền lương cũng không nói như vậy, nên vì cô ngu xuẩn tìm lấy cớ, tổng tài, cứ như vậy. Ngày mai tôi hy vọng không còn nhìn thấy cô trong công ty, tôi đã biết. Tổng tài, ân, thời tiết thật tốt, hàng hân nghiên lấy di động ra gọi trạch, 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 trạch em thành công rồi em được làm rồi ha 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 ân ân biết bảo bối tôi lợi hại nhất thật tuyệt hôn một cái chờ em về tướng công làm món ngon thưởng cho em ân ân ha ha em đây lập tức về ân trên đường phải cẩn thận đừng chạy không vội ha ha em đã biết chính là chạy nhanh trở về nha hôm nay nhớ rạch nhớ tôi vậy hôn một cái hôm nay còn muốn đuổi tôi đi ha ha mới không có đâu em nào bỏ được a à, được rồi không nói nữa về chậm một chút trên đường cẩn thận em nên biết nếu em xảy ra chuyện gì tôi có thể diệt toàn thế giới đã biết đã biết bà quản gia như thế nào không thích tôi quản nga hì hì bà quản gia dông dài bất quá em thích bảo bối ngoan hiện tại rất muốn ôm em trước vẫn phải chờ em về nhà rồi chậm rãi đòi lại a a a không cho trạch là người xấu nga tôi đây xấu chỗ nào a à, nơi nào cũng đều xấu phải không chờ em trở về tôi sẽ cho em biết cái gì là xấu đã biết bà quản gia em không cùng rạch nói nữa chờ em nga em muốn ăn món ngon hảo 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 đều tùy em ân ừ, mua lão công chờ em bảo bối tôi chờ em hàng hân niên về nhà nhìn mộ vũ trạch đeo tạp về tại phòng bếp bận việc không thôi đường đường là mộ vương nay cũng vì muốn mình vui vẻ mà tự xuống bếp, thật ngọt ngào như mũi tên cắm thật sâu ở trong lòng hàng hân nghiên, không thể rút ra, hàng hân nghiên nhẹ giọng đi qua, kiểm mũi chân nhẹ nhàng lau lau mồ hôi trên trán bộ vũ trạch. Mệt sao, không mệt, bảo bối đợi lát nữa, sắp xong rồi. Mộ vũ trạch cười cười, hạnh phúc thỏa mãn như vậy, ân, trạch, em yêu trạch, in lại một nụ hôn, em đã về trạch, bảo bối, hoan nghênh về nhà. Chương 21, bảo bối thực chờ mong biểu tình của em la 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 hàng hân nghiên miệng ngâm nga một khúc nhạc vừa tìm kiếm bộ đồ phù hợp hôm nay là ngày đầu tiên chính thức đi làm hình tượng tốt rất quan trọng chỉ là hàng hân nghiên không nói gì nhìn vào kính khuôn mặt kia vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ai bất đắc dĩ a tốt lắm đừng lựa nữa đồ của em đã chất thành một đống rồi mộ vũ trạch tựa vào trước cửa hai tay khoanh trước ngực mặt khó chịu hừ ngày đầu tiên đi làm chính thức, ăn mặc xinh đẹp như vậy, coi chừng bị người xấu theo dõi. Mộ vũ trạch bất mãn nói, hàng hân nghiêng giật giật khóe miệng, đi đến trước mặt mộ vũ trạch đắc ý nói, như thế nào, thân ái, trạch ghen hử, mộ vũ trạch cười cười, đương nhiên, em tốt đẹp như vậy. Câu người như vậy, tôi đương nhiên không yên lòng, hàng hân nghiêng bị mộ vũ trạch nói mặt đỏ lên, cắt giọng, không cùng trạch nói, không đứng đắn, tôi nơi nào không đứng đắn, nơi nào đứng đắn, nơi nào không, nơi nào, được rồi, không cãi với trạch nữa, đợi lát nữa lại bị trạch làm cho đến muộn. Hàng hân nghiêng đô đô miệng, 10 phút sau, mộ vũ trạch an toàn đem hàng hân nghiêng đến. Mục đích vốn là tự mình đưa bảo bối vào trong, lại bị hàng hân nghiêng ngăn cản, trạch muốn làm gì. Hàng hân nghiêng vội vàng giữ chặt mộ vũ trạch đang muốn đi tới, đưa em đi vào, mộ vũ trạch nghi hoặc nói, trạch đi vào làm gì, ngạch, vì cái gì tôi không thể vào, không được, trạch không thể vào hàn hân nghiên nghiêm túc nói vì sao trạch đi vào em không phải sẽ bại lộ sao nhìn bảo bối sốt ruột mộ vũ trạch bất đắc dĩ cười nói bảo bối em hiện tại cái dạng này ai nhận ra a à, không bại lộ đâu vậy cũng không được vì cái gì hàng hân nghiên trắng môi trên mặt có đôi chút hồng đánh chết nàng cũng sẽ không nói bởi vì thân ái nhà mình rất yêu nghiệt đi vào tuyệt đối sẽ nổi phong ba mình tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình ghen, không vì cái gì, tóm lại trạch không thể vào đi. Nếu trạch đi vào, vậy trạch chuẩn bị buổi tối ngủ phòng khách đi, không phải chứ, tự mình nghĩ đi, bảo bối, ngài hảo, tôi là hàng hân nghiên ngày hôm qua đến xin việc, hôm nay đến làm việc, ân, ừ, tôi dẫn cô đi, một cô gái nhìn như là trợ lý nói, cảm ơn, không có việc gì, về sau chính là đồng nghiệp, ân. Ừ. Hàng hân nghiêng cười cười, kỳ thật, vẫn có một số người tốt a à, giống quản lý ngày hôm qua hẳn là số ít tôi là trần tiểu lệ là trợ lý tổng tài tôi là hàng hân nghiên về sau có cái gì không hiểu có thể tới hỏi tôi nếu có thể giúp đỡ tôi sẽ giúp cô trần tiểu lệ nói hảo cảm ơn cô Hàng hân nghiên vui vẻ nói vậy cô làm đi tôi đi tìm tổng tài trần tiểu lệ nói hảo sau khi trần tiểu lệ đi Hàng Hân Nghiên mới bắt đầu đánh giá chung quanh, rất đơn giản thực thoải mái. Chung quanh thực im lặng, hơn nửa phòng trà cách chỗ mình không xa, như vậy về sau muốn uống nước cũng thuận tiện, Hàng Hân Nghiên cười cười, tổng tài. Trần Tiểu Lệ cung kính đối nữ nhân mỹ lệ trước mặt nói, Hàng Hân Nghiên đến. Quách Kỳ thản nhiên nói. Tùy tay lật xem văn kiện, đúng vậy. Tôi đã dẫn cô ấy đến vị trí làm của cô ấy, ân, không có việc gì cô đi xuống đi. Vân Tổng Tài, Quách Kỳ hạ mắt, đôi môi phấn hồng kia hơi hơi nhấp đứng lên. Đây là thói quen của nàng, chỉ cần có nghĩ không rõ vấn đề, Quách Kỳ sẽ như vậy, hàng hân nghiêng. Vì sao mình cảm giác quen thuộc, mà bên kia, mộ vũ trạch ở bên ngoài công ty Kỳ Lâm đợi một chút mới bất đắc dĩ rời đi, nếu mình lén không được. Vậy Quang Minh chính đại đi, mộ vũ trạch trong lòng cười thầm nói. Lê Hiên, mộ vũ trạch cầm lấy máy tính, tâm tình tốt gọi nội bộ cho thuộc hạ thân cận, lão đại. Máy tính đầu kia Lê Hiên có chút nghi hoặc, lão đại thật lâu không có tìm mình. Hôm nay là có chuyện gì, ân, ừ, anh giúp ta tra công ty Kỳ Lâm, nhìn xem công ty các nàng, tìm một cơ hội hướng công ty Kỳ Lâm đưa ra hợp tác. Mộ vũ trạch nhất nhất khóe miệng nói, ngạch. Hảo, lão đại. Lê Hiên đáp. Trong lòng càng thêm nghi hoặc. Lão đại đây là làm sao vậy? Tập đoàn Mộ Thị là tập đoàn lớn nhất thế giới, luôn luôn không mở lời mời công ty khác cùng hợp tác, bởi vì hợp tác, như vậy công ty kia thực rõ ràng sẽ kiếm được không ít, toàn bộ các công ty đều muốn hợp tác cùng tập đoàn Mộ Thị, cho nên cùng công ty khác hợp tác, loại sự tình này lão đại luôn luôn không nghĩ tới, hôm nay như thế nào lại nghĩ đến còn chủ động cùng công ty khác hợp tác. Mộ Vũ Trạch treo điện thoại, nhìn công ty Kỳ Lâm, nhíu nhíu Tuấn mi xinh đẹp tuyệt trần, công ty Kỳ Lâm ha ha các người gặp may mắn vì gặp được bảo bối của ta mộ vũ trạch đem máy tính tùy tay ném vào trong xe ngồi trên xe nhìn một vòng tiêu sái lái xe rời đi lê hiên một phút ta muốn toàn bộ tư liệu công ty kỳ lâm mộ vũ trạch đi đến công ty cười nói vâng lão đại đây là tư liệu công ty kỳ lâm lê hiên đem tư liệu giao cho mộ vũ trạch liền cung kính đứng ở một bên nghe mộ vũ trạch phân phó ân mộ vũ trạch xem tư liệu trong tay thuận miệng hỏi đúng rồi tiểu tử bắt huyền hạo kia đâu ngạch hắn lê hiên xấu hổ không biết nên nói hay vẫn không nên nói lại đi nơi nào với nữ nhân mộ vũ trạch thản nhiên nói tay vẫn là luôn luôn lật xem tư liệu có thể nhất tâm nhị dụng một người có thể làm hai việc một lúc chỉ sợ cũng chỉ lão đại lợi hại ngạch hẳn là đúng lê hiên xấu hổ nói việc này cũng khó mà nói vì cái gì khó nói bởi vì bắt huyền hạo hắn gần đây rất đào hoa nếu bình thường tiểu tử kia phỏng chừng vui vẻ đến không biết đông tây nam bắc mấu chốt là tiểu tử kia đào hoa với nam nhân nam nhân a cho nên lê hiên xấu hổ bởi vì hắn thấy nam nhân kia hôn tiểu tử bắc huyền hạo mà tiểu tử kia mặt đầy hưởng thụ lại còn không thừa nhận cứng rắn nói mình yêu nữ nhân không phiền quái là đây phỏng chừng tối hôm qua bị ép buộc đủ thảm mộ vũ trạch cũng không hỏi lại vẫn đang nhìn văn kiện trong tay ba một tiếng mộ vũ trạch đối lê hiên nói ngày mai thông báo công ty kỳ lâm cho ta nói công ty chúng ta cố ý cùng bọn họ hợp tác ngày mai ta cũng sẽ đi công ty kỳ lâm hảo hảo tham quan một lần mộ vũ trạch cười ta nói vâng lão đại lê hiên không khỏi đổ mồ hôi lạnh thật không biết công ty kỳ lâm là cái vận gì không chỉ khiến lão đại chủ động hợp tác cư nhiên còn tự mình tham quan công ty kỳ lâm a à, bảo bối, ngày mai, tôi thật chờ mong biểu tình của em. Tâm tình mộ vũ trạch tốt, đi, mộ vũ trạch nói, vân lão đại. Chương 22, hôm nay trạch không về nhà, các vị. Trần Tiểu Lệ vỗ vỗ tay nói với mọi người, hàng hân nghi ngẩng đầu nhìn, phát hiện ánh mắt mọi người giờ phút này đều phi thường nghiêm túc, sao lại thế này? Phát sinh cái gì ư? Trần Tiểu Lệ nhìn tất cả mọi người nghiêm túc nói, thông báo một sự kiện, ngày mai có người của tập đoàn mộ thị sẽ đến tham quan công ty chúng ta ai cũng đều biết mộ thị tập đoàn rất cường đại là xí nghiệp lớn nhất thế giới lần này đối phương đáp ứng cùng công ty chúng ta hợp tác lần này là cơ hội tốt chúng ta không thể bỏ qua cho nên ngày mai mọi người đều phải sẵn sàng đón quân địch cần phải đem mỗi chuyện làm cho hoàng mỹ để các nàng lưu lại một ấn tượng tốt trần tiểu lệ dừng một chút lúc này quách kỳ thản nhiên nói lần này cơ hội khó được các công ty khác cũng nhất định không có cơ hội này cho nên ngày mai phải thể hiện thật tốt lần này không được có bất cứ sai lầm nào mọi người rõ chưa trần tiểu lệ lớn tiếng nói rõ toàn thể đều hô to quả là cách quản lý nhân viên của một công ty lớn không khí hoàn toàn không giống với hàng hân nghiêng trong lòng có chút kích động quả nhiên tới công ty này là đúng rồi nếu hàng hân nghiên đến tập đoàn mộ thị năng lực làm việc chuyên nghiệp phỏng chừng liền sẽ không cảm thấy nơi này có bao nhiêu lợi hại bất quá ngày mai người của tập đoàn mộ thị muốn tới đây đây là tình huống gì tập đoàn mộ thị không phải chỉ là sản nghiệp trong nhà của yêu nghiệp kia sao chẳng lẽ ngày mai là trạch muốn tới hàng hân nghiên bị dọa nhưng lập tức nghĩ cũng không sao a à? trạch có thời gian như vậy sao hơn nữa mình biết nàng là sẽ không khiến mình bị bại lộ thân phận trong khi thật vất vả để hóa trang, nàng vừa xuất hiện mình không phải sẽ mau bị bại lộ sao. Hàng hân nghiên cũng không cho rằng nàng có cái quyết định không liếc mình một cái. Ánh mắt kia, chắc chắn rất nhu hòa, mọi người tuyệt đối sẽ hoài nghi. Hàng hân nghiên cười cười. Kỳ thật, ánh mắt trạch nhìn mình rất ngọt ngào, nghĩ nghĩ hàng hân nghiên lắc đầu, không đâu, không đâu, ngày mai đến hẳn là không phải trạch mình không cần lo lắng. Dù sao, hiện tại cái dạng này người khác cũng không nhất định nhận ra mình, Hàng Hân Nhiên nở nụ cười, Quách Kỳ thấy được, Hàng Hân Nhiên. Nàng cùng người của tập đoàn mộ thì có quan hệ gì? Tan tầm. Hàng Hân Nhiên đứng lên lấy giỏ sách, vui thích đi ra ngoài, kỳ quái, Hàng Hân Nhiên làm sao vậy? Vui vẻ như vậy. Trần Tiểu Lệ nhìn bóng dáng Hàng Hân Nhiên rời đi nghi hoặc hỏi, Quách Kỳ cũng có chút đâm chiêu nhìn, quy. Bảo bối, tan làm rồi sao, âm thanh mộ vũ trạch có vẻ có chút hưng phấn, ân. Em vừa tan làm, sao vậy? Hàng hân nghi nghi hoặc hỏi, ân, hôm nay công ty có chút việc. Buổi tối tôi sẽ không về, cơm chiều tôi đã chuẩn rồi, ở trên bàn đó, nhớ ăn, còn có trước khi ngủ nhớ uống sữa. Đã biết chưa? Mộ vũ trạch dặn dò, a à? Không về à. Hàng hân nghiên mất hứng môi phấn nộn chu chu bảo bối không nở xa tôi a à. mộ vũ trạch cười nói mới mới không có ai ai không nở xa trạch chứ hàng hân nghiêng đỏ mặt nói xạo a à, thì ra không có a à, ai thật thương tâm em em được rồi bảo bối không nói nữa nhớ lời tôi buổi tối uống sữa rồi mới được ngủ công ty còn có việc tôi gắt máy đây nga được rồi Nghe ngữ khí hàng hân nghiêng thất vọng, mộ vũ trạch cười cười, bảo bối, ngày mai cho em một kinh hỷ. Cho nên, hôm nay không thể cho em biết kế hoạch của tôi, ai, đêm nay trạch không về. Hàng hân nghiêng nhìn di động trong tay sững sờ. a à, quên hỏi trạch chuyện hôm nay. Ai? Vừa nghe đến trạch nói không về nên quên rồi. Hàng hân nghiêng, ngươi lụy đến không thể cứu. Hàng hân nghiêng nhếch nhếch khóe miệng, lại bất đắc dĩ lại ngọt ngào nói, Lê Hiên, đêm nay ta ở lại công ty, đem văn phòng sửa sang lại đi. Ta không muốn ngửi thấy bất cứ cái gì. Một chút cũng không được. Mộ vũ trạch cầm điện thoại di động gọi Lê Hiên, mà bên kia Lê Hiên mặt đầy hắc tuyến vân, lão đại, tôi lập tức đi làm, sau khi lão đại của mình treo điện thoại, Lê Hiên lập tức chạy vội tới công ty, đi vào thang máy chạy vội đến văn phòng tổng tài của mộ vũ trạch, nhẹ nhàng dọn ống đựng bút bên phải mộ vũ trạch gõ ba cái. Tới trước ống đựng bút 30 ly gõ tiếp hai cái, một ly bằng 1 phần 3 milim, trên bàn nhẹ nhàng chuyển động một con dấu, tạp lạp một tiếng, vách tường sau ghế ngồi của mộ vũ trạch mở ra một cánh cửa. Lê Hiên chậm rãi đi vào, thẳng đến khi trước mắt thấy một căn phòng mới ngừng lại. Lê Hiên xoa xoa cái trán thở dài, bắt đầu dọn dẹp, nha nha, phòng này như thế nào lớn như vậy? một phòng lớn như vậy. Nhớ tới nhà mình miễn cưỡng có thể chứa 6 người một phòng, Lê Hiên thở dài, phòng này tối thiểu có thể chứa cả trăm. Ai, đem bức màn đen đổi mới, giường cũng đổi mới, chăn gối cũng là kêu thủ hạ đi mua mới, vách tường cũng dán giấy tường tươi mát, điều hòa cũng trà rửa, cuối cùng đem sàn lau đến tỏa sáng, trong không khí có thể cảm thấy sự tươi mát, lúc này Lê Hiên mệt muốn xỉu. Bây giờ hỏi Liên Hiên giống cái gì thì phải nói là bộ dáng cúng lưu lạc ngồi bên đường le lưỡi kéo dài hơi tàn, rốt cục cũng xong thiên A, à, mệt quá, lão, lão đại, hảo, cốt lắm, Lê Hiên thở nói, ân, đã biết, ta ở lại đây, vất vả cho anh rồi, cho anh nghỉ phép một tuần, Lê Hiên vừa nghe, lập tức trở về bộ dạng nghiêm túc, cũng không thở hỗn hỉnh, vâng, tạ lão đại, mộ vũ trạch cười. ngẩng đầu, phát hiện không khí thật tốt, thật tươi mát, Đôi lời của tác giả, thật ngắn nhỉ. Chương 23, đột nhiên đến, Hàng Hân Nhiên ngồi trên sofa ở phòng khách hai mắt vô thần nhìn tivi, suy nghĩ đã không biết bay đến nơi nào, đêm nay trạch không ở đây, Hàng Hân Nghiên thất lạc lẩm bẩm nói, ai, chỉ mới một đêm không ở nhà nha, không có gì. Hàng Hân Nghiên vỗ vỗ mặt mình, nổi giận nói, tuy nói mới một đêm, nhưng nàng rất nhớ trạch. Hàng Hân Nghiên không có tâm trạng xem tivi. Đem tivi tắt đi, yểu xìu đi trở về phòng cầm lấy điện thoại muốn gọi cho mộ vũ trạch nhưng đảo mắt nghĩ trạch đang bận mình dạng này gọi có thể quấy rầy trạch làm việc nghĩ nghĩ vẫn là tính vì thế hàn hân nghiên lại cầm điện thoại quăng trên giường a à, rối rắm không nghĩ nữa ngủ Hàng hân nghiên một phen kéo qua chăn che đầu nhắm mắt lại tự thôi miên bản thân ngủ ngủ mau ngủ nhắm mắt lại trong đầu tất cả đều là trạch căn bản là ngủ không được Thật sự, thật sự hảo muốn gọi điện thoại cho trạch. Hàng hân nghiên muốn khóc, cũng không biết là tâm linh tương thông hay không. Hàng hân nghiên vừa hạ quyết tâm muốn gọi điện thoại cho mộ vũ trạch. Di động hàng hân nghiên ngay sau đó liền vang lên. Hàng hân nghiên nhanh chóng cầm lấy điện thoại. Màn hình hiện lên chữ trạch, chói lọi. Hàng hân nghiên tâm tình đột nhiên chuyển, quy trạch. Hàng hân nghiên nhẹ giọng nói, ân. Bảo bối. Như thế nào còn chưa có ngủ. Mộ vũ trạch biết rõ còn cố hỏi nói. Cô đương nhiên biết nàng là vì cái gì còn chưa có ngủ. Cho nên mới gọi điện thoại. Cô cũng không hy vọng ngày mai buổi sáng nhìn thấy là gấu trúc quốc bảo, ân, ngủ không được. Giống như mất ngủ. Hàng hân nghiêng nũng nịu nói, như thế nào lại mất ngủ. Không phải là nhớ tôi chứ, ân, em nhớ trạch, em ngủ không được, nhắm mắt liền tất cả đều là bóng dáng của trạch khó có được lúc hàng hân nghiên nói nhớ mình mộ vũ trạch tâm hung hăng rung động người khi khi nào thì thành khẩn như vậy đoạn thời gian trước rất thích cùng mình tranh cãi mộ vũ trạch cười cười ôn nhu nói bảo bối nghe lời cái gì cũng đừng nghĩ sáng mai không phải còn muốn đi làm sao chẳng lẽ em muốn ngày mai đi muộn mang theo một đôi mắt gấu trúc đi làm sao vừa nghe mắt gấu trúc hàng hân nghiên lập tức mặc kệ ai nói em liền đi ngủ xem đi mình còn không hiểu bảo bối sao, rất để ý dung mạo, mấy ngày hôm trước còn bởi vì thay đổi dung mạo mà nháo không ít, vậy em còn không ngủ, em, em cái gì em, em lập tức liền ngủ. Đều tại trạch không có việc gọi điện thoại đến làm gì quấy rầy em ngủ. Hàng hân nghiên dỗi nói, hảo hảo hảo, là tôi sai, tôi nhớ em cho nên gọi điện thoại cho em, bằng không tôi sẽ mất ngủ, một lời nói hai ý nghĩa, hàng hân nghiên nghe ra một trận mặt đỏ, tốt lắm bảo bối ngoan ngoãn ngủ nha, ngày mai nói không chừng là có thể thấy tôi đó. Mộ vũ trạch cười cười. Ân. Bộ dạng hống tiểu hài tử. Hàng hân nghiêng ở ngoài mặt không thích, trong lòng lại cảm giác thực ngọt ngào, mộ vũ trạch treo điện thoại, hàng hân nghiêng vẫn nắm di động, khóe miệng cong cong, ân, tâm tình bỗng nhiên tốt lắm, tâm tình nhất hảo, khốn ý bắt đầu đột kích. Mơ mơ màng màng liền ngủ tiền trong đầu còn chợt lóe một câu của trạch ngày mai là có thể gặp được. Chỉ là khốn ý đến bao, hàng hân nghiên cũng không có nghĩ nhiều, ngày hôm sau, hàng hân nghiên sớm thức dậy, đứng trước gương nhìn nhìn hai mắt của mình có hay không thâm đen, quả nhiên, mình ngủ không phải thực an ổn. Có một chút thâm đen. Ai, hàng hân nghiên thở dài, mang theo túi sách đi làm, đến cửa công ty kỳ lâm, hàng hân nghiên trì độn phát hiện không khí công ty không đúng. Có điểm nghiêm túc quá, cái tình huống gì đây, Hàng Hân Nhiên đi đến vị trí công tác mình, đưa tay để túi sách xuống bàn, vẫn không hiểu được không khí như thế nào trầm trọng như vậy. Thẳng đến vài phút sau, mỹ nữ tổng tài Quách Kỳ mang theo của trợ lý của nàng Trần Tiểu Lệ đi tới, thực nghiêm túc nói với công nhân viên, không phải nói mà là mệnh lệnh, mọi người nghe tôi nói. Hiện tại lập tức đem công tác chuẩn bị hoàn thành. Sau đó sửa sang lại quần áo mình, nhớ kỹ, không cho phép có một chút sai lầm lần này đến là mộ thị tập đoàn, căng mắt ra mà quan sát. Có nghe thấy không, Vân Tổng Tài, âm thanh chỉnh tề vang dội, hàng hân Nhiên cảm giác màn tai một trận kích thích, xong rồi, mình hoàn toàn quên chuyện trọng yếu như vậy, chuẩn bị công tác là cái gì? Hàng hân Nhiên hoàn toàn không biết. Cái này chết chắc ER, Quách Kỳ đi phía trước còn thản nhiên liếc mắt nhìn vị trí hàng hân Nhiên một cái. Làm cho cả người hàng hân nghiêng kinh sợ, hàng hân Nhiên... Quách kỳ tại trong đầu nghĩ. Con gái duy nhất của tập đoàn hàng thị. Vì cái gì lại đến nơi này xin việc, tốt nhất là không mục đích gì, nếu không, trong mắt quách kỳ chợt lóe một đạo quan, quách kỳ đi rồi. Hàng hân nghiên vẫn đang bị vây ở trạng thái hỗn độn, tiếp theo muốn làm cái gì cũng hoàn toàn không biết, thẳng đến vài phút sau, Trần Tiểu Lệ tiến đến khẩn trương nghiêm túc nói, mọi người chú ý, tổng tài mộ thị tập đoàn đến đây, mọi người tập trung chú ý cho ta, không thể có bất cứ sai lầm nào, nghe thấy không, vâng, như một tiếng sấm vang đem đầu óc hàng hân nghiêng đang du lịch trở về. Cái gì cái gì? Tình huống gì? Tổng tài mộ thị? Đẳng 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 đẳng, trạch không phải là tổng tài mộ thị sao? Nói như vậy, nói như vậy, hoan nghênh mộ tổng đến, nhân viên công ty kỳ lâm một loạt cung kính xoay người cúi đầu, mộ tổng. Hoan nghênh. Quách kỳ đi đến trước mặt mộ vũ trạch mỉm cười nói, nhìn về phía mộ vũ trạch nội tâm hoàn toàn rung động là nàng tư nhiên là nàng nguyên lai nàng là mộ tổng thật đúng là hữu duyên mộ vũ trạch thản nhiên liếc mắt nhìn đám người bảo bối như thế nào lại có biểu tình kia rất khả ái đi ân tôi cũng nghe nói qua mỹ nữ tổng tài của công ty kỳ lâm việc nhân đức không nhường ai a à. mộ vũ trạch thản nhiên nói mộ tổng quá khen mộ tổng mời vào quách kỳ nâng tay cung kính mộ vũ trạch nhường đường. Mộ vũ trạch dẫn đầu đi vào công ty, theo sau là Lê Hiên theo sát bảo hộ, sau chính là những người mặc vét và đeo mắt kính đen, không biết còn tưởng rằng là lão đại hắc bang, phô trương lớn như vậy, quách kỳ đem mộ vũ trạch đến văn phòng tổng tài, còn công nhân viên toàn bộ đều ở ngoài cửa, cung kính đứng tùy thời nghe theo sai phái, ngoài cửa hàng hân nghiên giờ phút này hồn bay phách lạc, trong đầu tất cả như một đoàn hồ gián. Trạch đến quá đột nhiên. Tình huống hiện tại là thế nào? Chương 24, chuyện ngoài ý muốn, Mộ tổng, đây là bản tư liệu hạng mục quan trọng của công ty năm nay, năm nay tôi có thể cam đoan với ngài hạng mục này tuyệt đối là một khoản đầu tư rất tốt. Có lợi chứ không hại, Mộ tổng tôi cam đoan sẽ không làm ngài thất vọng, Mộ Vũ Trạch cầm tư liệu tùy tay lật xem vài trang, đại khái liền thấy rõ, không thể không nói vị mỹ nữ tổng tài công ty Kỳ Lâm này nhất định có năng lực tại năm nay hạng mục này thật là có thể kiếm được một khoản khổng lồ ân ừ, tôi tin tưởng năng lực của cô chuyện hợp tác này tôi đồng ý ký hợp đồng đi mộ vũ trạch thản nhiên nói mời quách kỳ đem hợp đồng đưa tới trước mặt mộ vũ trạch sau đó mời mộ vũ trạch ký tên nàng thật sự rất đẹp tuấn mỹ anh ký tuyệt sắc mỹ dung nhan hoàng mỹ cơ hồ làm tâm quách kỳ say mê nàng cũng không biết chỉ là nhìn bề ngoài một người là có thể động tâm như thế Mộ vũ trạch lấy ra cây bút máy đặt ở trong ống tay áo hạ bút ký, tốt lắm. Mộ vũ trạch đem hợp đồng đưa cho Quách Kỳ, ách. Quách Kỳ ngẩn người, đỏ mặt đem kích động trong lòng đè ép xuống. Đáng chết, nhìn đến thất thần, tiếp nhận hợp đồng, Quách Kỳ cẩn thận nhìn mộ vũ trạch. Sắc mặt mộ vũ trạch thản nhiên giống lúc trước liền yên tâm, có thể hay không thỉnh Quách Tổng cùng tôi uống cà phê. Mộ vũ trạch cười nói, ách không thành vấn đề, Quách Kỳ đi tới mở cửa liền thấy loạt nhân viên đứng ngay ngắn chỉnh tề. Mộ Vũ Trạch cũng nhìn ra cửa thấy bảo bối mình đứng tham gia vào nhóm nhân viên kia, cô phân người đi giúp mộ tổng pha cà phê, Quách Kỳ nhìn trợ lý đứng ngoài. Nói xong liền xoay người vào phòng, Vân Tổng Tài, Trần Tiểu Lệ nói liền xoay người, thấy Hàng Hân Nhiên đứng sau không ngừng hướng cửa nhìn nhìn, Hàng Hân Nhiên cô theo tôi lại đây tâm thanh Trần Tiểu Lệ không lớn nhưng vẫn để cho người kia nghe thấy, tôi. Hàng Hân Nghiên chỉ chính mình, đúng vậy công ty còn có người thứ hai tên Hàng Hân Nghiên sao? Nga, đã biết. Có chuyện gì không Trần trợ lý? Cô đang làm gì? Hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết hôm nay ngày rất quan trọng sao? Thất thần như vậy. May mắn tổng tài không có nhìn đến, bằng không cô cũng đừng nghĩ ở lại công ty, Trần Tiểu Lệ nghiêm túc nói, tôi. Hàng Hân Nghiên há miệng thở dốc. Bất đắc dĩ cũng không nói gì, tốt lắm hôm nay là tình huống đặc thù, không có lần sau. Đi giúp mộ tổng pha cà phê đi. Trần Tiểu Lệ nói. Vâng tôi đi liền, hàng hân nghiên đáp, quách tổng, có thể mang tôi tham quan công ty cô không? Mộ Vũ Trạch cười nói, đương nhiên không thành vấn đề. Mộ tổng thỉnh. Quách kỳ đứng dậy, thay mộ Vũ Trạch mở cửa, bên ngoài nhân viên thấy cửa mở, đầu đánh một tiếng cảnh báo, sẵn sàng trận địa đón quân địch A, ân, không sai mộ vũ trạch hơi hơi gật đầu một cái xem ra quách kỳ huấn luyện rất tốt rất có trật tự mộ tổng bên này mời quách kỳ dẫn theo mộ vũ trạch đi vừa đi chưa được mấy bước từ phòng nước hàng hân nghiên lao tới đụng phải tránh ra tránh ra hàng hân nghiên cầm ly cà phê nóng vừa pha bước đi có chút sốt ruột vừa ra cửa liền đụng phải mấy người mộ tổng cẩn thận bảo bối cẩn thận a à. cẩn thận a à, a à. Cà phê nóng đổ hết lên người Vũ Trạch. Các nhân viên giờ phút này đều ngốc. Vết đen lớn như vậy, nhưng lại là phát sinh trên người Mộ Tổng. Giờ phút này các nhân viên đều nín thở. Toàn bộ làm không khí trong nháy mắt ngoài ý muốn động lại. Mộ Tổng, cô không sao chứ? Quách Kỳ trước hết lấy lại tinh thần. Nhìn Mộ Vũ Trạch một thân tây trang trắng lại có kia vệt cà phê, gân xanh trên đầu thiếu chút nữa bại lộ. Cái này xong rồi. Này hàng hân nghiêng hôm nay là chuyện gì xảy ra? Ngày quan trọng như vậy. Bất quá, khoan khoan. Mình vừa mới nghe thấy bảo bối. Bảo bối, hàng hân nghiêng cũng là ngơ ngác nhìn mộ vũ trạch trên người có vết bẩn, hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào. Xong rồi, chính mình giống như gặp rắc rối, mà mộ vũ trạch cũng không để ý, chỉ là thấy bộ dáng bảo bối ngơ ngác có chút không yên lòng. Bảo bối, có hay không đau nơi nào? Mộ vũ trạch lo lắng hỏi, câu hỏi phát ra, hiện tại có một trận hít khí. Thiếu chút nữa kèm theo hộp máu hàng loạt, đây là cái tình huống gì, bảo bối, mộ tổng cư nhiên kêu hàng hân nhiên là bảo bối, mình có phải hay không nghe nhầm, quách kỳ càng kinh ngạc nói không nên lời nói. Ngơ ngác nhìn mộ vũ trạch, không, không có việc gì. Ngược lại là trạch. Hàng hân nhiên nhìn trên người mộ vũ trạch nhíu mày nói, tôi không sao, em không bị thương chứ. Không được, tôi không yên lòng tôi phải kiểm tra nói xong mộ vũ trạch bắt đầu kiên trì nhìn hàng hân nghiên từ trên xuống dưới hàng hân nghiên nháy mắt đỏ mặt thế này mới ý thức được chung quanh còn có rất nhiều rất nhiều người vội vàng kéo mộ vũ trạch em em thật sự không có việc gì đừng như vậy có có rất nhiều người nhìn hàng hân nghiên đỏ mặt nói bị hàng hân nghiên nói như vậy mộ vũ trạch thế này mới hoảng hốt lại đây là công ty kỳ lâm a ân ừ, chúng ta về nhà kiểm tra mộ vũ trạch cười cười lại là một trận hít khí lạnh về nhà khụ khụ quách kỳ sắc mặt không tốt nhìn hai người mộ tổng không phải muốn tham quan sao ân không được như vậy tôi cũng không tham quan được lần sau đi mộ vũ trạch thản nhiên nói nhưng là bảo bối chúng ta về nhà mộ vũ trạch dắt tay hàng hân nghiêng bước đi cũng không quản người ở đây bị chấn động lê hiên mộ vũ trạch kêu lên Vân lão đại, không cần mộ vũ trạch nói, Lê Hiên liền biết lão đại muốn cái gì, đây là nhiều năm qua ăn ý, về nhà. Lê Hiên vung tay lên. Đoàn người vét đen lên xe. Động tác mau để người liếu lưỡi, đến đây đi, bảo bối. Dắt hàng hân nghiêng ngồi trên xe thể thao số lượng có hạn của mình. Chạy vội mà đi, quách kỳ mân môi, nhìn bóng dáng bộ vũ trạch rời đi, lần đầu tiên nàng biết đến tư vị ghen tị. Chương 25, lần đầu tiên ngăn cách, hát trạch. Trạch. Hàng Hân nghiêng nhìn mộ vũ trạch lái xe bên cạnh, khó xử mở miệng nói, ân. Làm sao vậy? Mộ vũ trạch buồn cười nhìn Hàng Hân nghiêng, có phải không thể nghĩ rằng tôi hôm nay sẽ ở công ty Kỳ Lâm? Ân. Hàng Hân nghiêng cúi đầu, nhẹ giọng nói, trạch không phải đã nói sẽ không làm lộ thân phận của em sao? Hiện tại mình đã bị lộ. Mình cũng không có khả năng im lặng trong hoàn cảnh thế này. Không phải mình muốn, nghe hàng hân nghiên thấp giọng nói, mộ vũ trạch tâm nhẹ nhàng đau một cái. Bảo bối, em không hy vọng tôi đến phải không? Thực xin lỗi. Nghe mộ vũ trạch nói như vậy, hàng hân nghiên mạnh mẽ ngẩng đầu. Tầm quan sát hàng hân nghiên bị che khuất, nàng không thấy rõ ánh mắt mộ vũ trạch, hàng hân nghiên đau lòng. Nhưng là lại mân môi không có trả lời, nàng không phải không muốn gặp trạch, chỉ là nàng không hy vọng là gặp dưới loại tình huống này ánh mắt cùng biểu tình của những người trong văn phòng mình không phải không thấy. Hâm mộ, khiếp sợ, ghen tị, nàng muốn chỉ là một nhân viên thản nhiên làm việc cùng đồng nghiệp mà thôi, nhưng hàng hân nghiêng lại quên gặp gỡ mộ vũ trạch liền mặc định sẽ không thể bình thường. Không muốn thấy mình sao, ha ha, mộ vũ trạch trong lòng cười khổ. Mình chỉ là nhớ nàng, chỉ là muốn nhìn nàng một chút, tay cầm lái chậm rãi trở nên trắng, từ ngày hai người quen biết đến giờ đây là lần đầu tiên ngăn cách sau đó không lâu, đến nơi hàng hân nghiêng yên lặng xuống xe nhìn mộ vũ trạch, mộ vũ trạch vừa xuống xe, Lê Hiên cũng đến, trực tiếp đem chìa khóa xe ném cho Lê Hiên. Mộ vũ trạch trầm mặt đi đến bên người hàng hân nghiêng, đi thôi, ân, nhìn lão đại nhà mình cùng đại tẩu, không khí giữa hai người không được tốt, Lê Hiên thức thời không nói gì, đem xe lão đại vào bãi, có đói bụng không? Tôi bảo người làm cho em chút gì đó để ăn. Mộ vũ trạch nhu thanh âm nói, không cần, em không đói bụng. Em về phòng trước. Ân, hàng hân nghiêng nhìn trên người mộ vũ trạch, hơi hơi mang theo xin lỗi nói, trạch cũng đi tắm đi, trên người dơ như vậy rất khó chịu, ân. Tôi đã biết. Mộ vũ trạch thản nhiên cười nói, trong lòng lại như trước chua xót. Trước tình huống như vậy mi rất khổ sở cùng tự trách, hiện tại mi có thể xin lỗi sao, mộ vũ trạch tắm xong, đổi y phục ở nhà mở cửa đi ra. Nhìn hàng hân nghiêng ngẩn người trước máy tính, suy nghĩ cái gì? Mộ vũ trạch nhẹ giọng nói, ngạch. Không có A, à, không nghĩ cái gì. Hàng hân nghiêng giật mình cười cười nói, mộ vũ trạch không lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh hàng hân nghiêng, sau đó lẳng lặng ôm lấy hàng hân nghiêng, hàng hân nghiêng cả người rung lên, bảo bối, chúng ta nhất định phải như vậy sao? Mộ vũ trạch nhẹ giọng nói. Nhưng hàng hân nghiêng lại nghe ra trong giọng nói mộ vũ trạch mang chút đau lòng, bảo bối hôm nay là tôi sai, không nói trước cho em lại đột nhiên xuất hiện tại công ty, em cho tôi giải thích được không? Không cần thế này, tôi sẽ thực đau lòng. Mộ vũ trạch ôm hàng hân nghiêng ngày càng chặt, nghe mộ vũ trạch nói, hàng hân nghiêng trong lòng tràn đầy tự trách cùng khó chịu, cao ngạo như trạch. Vì mình có thể ăn nói khép nép như vậy, sợ hãi như vậy. Đều là bởi vì mình, trạch. Thực xin lỗi. Hàng hân nghiêng nghẹn ngào nói, Mộ vũ trạch ôm hàng hân nghiêng chặt hơn nữa, bảo bối, không cần rời xa tôi, tôi thật sự sẽ đau lòng đến chết, không, đều là em sai, đều là do em tùy hứng. Trạch, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hàng hân nghiêng xoay người gắt cao ôm mộ vũ trạch. Bảo bối, lần sau tôi nhất định có chuyện gì đều sẽ nói với em, sẽ không như vậy nữa. Mộ vũ trạch nhìn hàng hân nghiêng ôm nhu nói, chỉ cần em đừng rời xa tôi, như thế nào tôi đều có thể bảo bối trạch thực xin lỗi thực xin lỗi nước mắt tràn ngập trên khuôn mặt tinh xảo của hàng hân nhiên tâm mộ vũ trạch hung hăng co rút đau đớn chậm rãi tới gần nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đầy nước mắt của hàng hân nhiên bảo bối tôi yêu em rất rất yêu em đừng xa tôi trạch trạch em không xa trạch vĩnh viễn cũng không rời xa trạch em yêu trạch chậm rãi hôn nhẹ môi hàng hân nhiên càng hôn càng kịch liệt càng hôn càng nhanh, ách. Ân. Hàng hân nghiên nhịn không được ngâm ra tiếng, khiến mộ vũ trạch hung hăng rung một phen, ôm hàng hân nghiêng vào giường lớn mềm mại. Nhưng nụ hôn cũng không có dừng. Ân. Trạch. Trạch, bảo bối, em thật quyến rũ, tay mộ vũ trạch chậm rãi tiến vào cởi nội y phần trên của hàng hân nghiêng. Nhẹ nhàng chơi đùa nơi gò bồng đến thẳng đứng, a à. Trạch. Ân. Hàng hân nghiêng thở nhẹ, mộ vũ trạch từ môi hôn xuống, dọc theo cổ tiếp tục chậm rãi xuống. Thẳng đến nơi mê người của hàng hân nghiêng trì trệ không tiếng, a à, Ân. Ách. Trạch. Trạch. Hàng hân nghiêng gắt cao nắm chặt ga giường, nhìn không được thở nhẹ, ân. Thật là khó chịu, nóng quá, mộ vũ trạch không biết hôn bao lâu, thế này mới tiếp tục chậm rãi đi xuống, cho đến nơi thần bí kia, bảo bối, em thật sự rất quyến rũ, trạch. Nhẹ thôi, a. À. Bỗng nhiên hàng hân nghiêng kêu lên sợ hãi. Trạch, cư nhiên. Cư nhiên. Hôm nơi đó của nàng, hàng hân nghiêng toàn thân đều đỏ. Thân thể cũng phát ra nhiệt, bảo bối. Tôi yêu em. Mộ vũ trạch nói một câu, ngón tay cũng lặng lẽ đi vào, a, à, trạch. Chậm một chút. Ân. Ừ. Chương 26, nàng thích trạch của nàng, ai? Hàng hân nghiên thở dài trên bàn, công việc phỏng chừng không có. Mình lại thành rảnh rỗi không việc làm, nhớ tới mộ vũ trạch, mình lại nghĩ tới tối hôm qua điên cuồng. Hàng hân nghiên đỏ mặt. Mắt nhìn người tuyệt mỹ tà mị kia ngồi ở sofa không nói, như là chú ý tới ánh mắt nóng trực của hàng hân nghiên. Mộ vũ trạch nhếch nhếch khóe miệng. Thoáng chốc hàng hân nghiên lại mặt đỏ, trạch đáng chết, không có việc gì liền phóng điện. Hàng Hân nghiêng áp chế kích động nhanh chóng nhảy lên trái tim, bất mãn âm thầm tưởng như thế nào, bảo bối tối hôm qua khiêu khích tôi còn không đủ sao? Mộ Vũ Trạch cười nói, tốt. Hoàng Hảo mình hiện tại không có uống cái gì, bằng không khẳng định phun hết lên người nàng. Mộ Vũ Trạch, Hàng Hân nghiêng cắn răng oán hận nói, vi phu đây, Nương Tử có gì phân phó? Mộ Vũ Trạch cười nói. Một bước vọt tới hàng hân nghiêng trước mặt đem nàng ôm vào trong lòng mình, trạch. Trạch làm gì? Hàng hân nghiêng âm thanh run run, hoảng sợ nói, a, à, mặc kệ nha, nương tử, cần, vi phu đương nhiên có trách nhiệm. Nương tử. Nói xong liền phủ tại trên cổ trắng ngoãn hàng hân nghiêng nhẹ nhàng trắng. a, à, cả người hàng hân nghiêng run lên, trạch, trạch. Hàng hân nghiêng đỏ mặt, sắc lan, sáng sớm liền, liền. Khốn kiếp, nghĩ, Thừa dịp mộ vũ trạch không chú ý, cả người thân thể vạn vẹo, liền chạy thoát khỏi lòng mộ vũ trạch, sắc lan. Khốn kiếp. Hàng hân nghiêng đỏ mặt mắng. Mộ vũ trạch nhìn trong lòng trống trơn, sủng nịch cười, bảo bối, em như thế nào có thể mắng vi phu là sắc lan. Khốn kiếp, em lúc trước thực là ôm nhu, là thực ôm nhu, mỗi ngày làm bữa sáng cho mình, còn thích dính trên người mình, nhưng là hiện tại. Cư nhiên động không động liền mắng, lại không thích dính mình ai vẫn là thực nhớ bảo bối lúc trước lúc trước đó là lúc trước trước đây ai biết ngươi sau lưng là như vậy sắc lang đại sắc lang khốn kiếp Hàng hân nghiên căm giận nói mộ vũ trạch trên mặt rõ ràng đeo hắt tuyến bỗng nhiên di động mộ vũ trạch vang lên mộ vũ trạch nhìn di động lê hiên chuyện gì mộ vũ trạch thản nhiên nói cả người bỗng nhiên liền tản mắt ra một loại biến nhát Hàng Hân nghiêng nhìn mặt là lại đỏ lên, tim đập nhanh hơn không thể ức chế, đây là trạch của mình, đối với mình ôn nhu sủng nịch, đối với người khác là thản nhiên. Hàng Hân nghiêng thích loại cảm giác này, loại cảm giác độc sủng này, kỳ thật mình cũng không phải không thích dính trạch, chỉ là thời gian dài như vậy, mình sợ dính trạch sẽ làm trạch sinh ra cảm giác chán ghét, như vậy mình sẽ chịu không nổi, mình không dễ dàng tha thứ cho bản thân khi mất đi trạch, chỉ nghĩ đến trạch không thích mình nữa, mình sẽ điên mất cho nên tốt nhất duy trì khoảng cách. Lão đại Tổng tài công ty Kỳ Lâm đến công ty tìm người. Lê Hiên cung kính nói, tổng tài công ty Kỳ Lâm. Mộ vũ trạch nhíu nhíu mày. Nhìn hàng hân nghiêng bên cạnh, thản nhiên cười, hảo. Ta đã biết, ta lập tức tới. Dứt lời liền thu điện thoại, bảo bối, chúng ta đi thôi. Mộ vũ trạch tiến lên ôm vòng eo mảnh khảnh hàng hân nghiêng, hôn hôn hai má hàng hân nghiêng cười nói, tôi vừa mới thấy bảo bối nhìn tôi rồi đỏ mặt. Có phải một lần nữa muốn vi phu, yêu, nương tử? Hắc hắc, trạch. Không đứng đắn. Hàng hân nghiêng đỏ mặt phủ nhận. Không có biện pháp, mình cũng không nghĩ chỉ cần nhìn trạch liền đỏ mặt, ai bảo vị kia nhà mình yêu nghiệp như vậy. Khốn kiếp. Lại một lần nữa thầm than thượng đế bất công, a a a bảo bối, em rất khả ái. Cốt lắm, không đùa nữa, đi thôi, công ty có một vị đại nhân vật đang chờ chúng ta đó. Trạch biết như vậy còn ở đây kéo dài thời gian. Hàng Hân Nhiên nói, vi phu sai lầm rồi, không đứng đắn, hắc tuyến, quách kỳ ở tập đoàn mộ thị chờ người nào đó, hai tay nàng xoắn với nhau không khó nhìn ra sự khẩn trương của nàng, lại một lần nữa nhìn về phía cửa, còn chưa có tới sao. Vừa thu hồi tầm mắt, liền nghe thấy âm thanh chỉnh tề mà lại to ở bên ngoài, tổng tài phu nhân, quách kỳ cả người sửng sốt, quay đầu nhìn lại, mộ vũ trạch cả người một bộ đơn giản nhưng cũng không thiếu áo gió soái khí, tóc dài phiêu giật tuấn tú, tà tà lưu hải hơi hơi rung động, trên mặt tuyệt mỹ tà mị mang theo nụ cười sủng nịch, mộ vũ trạch như vậy quách kỳ chưa từng thấy qua. Mộ vũ trạch như vậy làm người động tâm, mộ vũ trạch như vậy, nàng. Muốn, bên cạnh, hàng hân nghiêng đỏ mặt căm giận nói cái gì, nhưng trong mắt kia là thật sự hạnh phúc cùng ngọt ngào hy vọng, thật hy vọng người bên cạnh nàng là mình, thật hy vọng nàng đối với mình cười sủng nịch như vậy, thật sự hy vọng, loại cảm giác mãnh liệt này chưa từng có, cho dù là nam nhân vô sĩ kia cũng là chưa bao giờ. Một chút cũng không có, mộ tổng đợi cho mộ vũ trạch đi đến trước mặt Quách Kỳ, Quách Kỳ mới thu hồi tầm mắt, có việc. Mộ vũ trạch nhìn nhìn Quách Kỳ, thản nhiên nói, Quách Kỳ trong lòng sửng sốt, một cổ ghen tị truyền đến. Vì cái gì đối với mình liền thản nhiên, Đối với nàng sủng nịch ôm nhu, chế trụ tức giận trong lòng, quách kỳ cười nói, kỳ thật cũng không có gì. Chính là muốn mời mộ tổng ăn một bữa cơm, bởi vì mộ tổng đã cứu tôi một lần. Mộ tổng sẽ không quên đi, hàng hân nghiêng nghe sửng sốt, nhìn quách kỳ, không nói, nàng nhận ra, quách kỳ có ý với trạch. Tuy rằng nàng che giấu rất tốt, nhưng chỉ cần là chuyện về trạch, mình đều sẽ thực mẫn cảm, hàng hân nghiêng gắt gao nắm tay mộ vũ trạch, mộ vũ trạch sửng sốt lập tức cười sủng nịch, đối với Quách Kỳ thản nhiên nói, nha tôi đã cứu ngươi. Quách Tổng là nghĩ sai rồi, nghe thế, Quách Kỳ hơi hơi có chút kích động, không, là thật, thật là cô đã cứu tôi, lần đó, trên đường lớn, nếu không phải cô, tôi sợ đã bị đụng phải. Sẽ không ở trong này cùng cô nói chuyện. Đây là duyên phận, tôi và cô là duyên phận, trên đường lớn. Mộ vũ trạch nghĩ, hình như là có chuyện như vậy, mình hình như là cứu một người. Nhưng lại bởi vì này sự kiện làm bảo bối của mình sợ, hàng hân nghiên cũng là cả người cứng đờ, sắc mặt có chút tái nhật. Nhớ tới khi đó cảnh tượng, tâm lại căng thẳng, thật rất đau, nguyên lai, lần đó người trạch cứu là nàng. Lão Thiên thật sự là trêu người. Chương 27, sát khí của mộ vũ trạch, cười cười cười, có cái gì buồn cười. Trạch thử cười nữa xem. Hàng Hân Nghiên căm giận nhìn người cười tà mị trên sofa, bảo bối, ghen tị. Mộ vũ trạch sủng nịch cười nói, như thế nào? Không có thể sao? Đều là trạch đào hoa. Hàng Hân Nghiên nghĩ đến quách kỳ đối trạch có tình ý trong lòng liền vạn phần khó chịu, phi thường khó chịu. Thực khó chịu, cực kỳ khó chịu, đặc biệt khó chịu, mộ vũ trạch bất đắc dĩ đi đến bên người Hàng Hân Nghiên, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng hôn hai má nhẵn nhụi bóng loáng hàng hân nghiên, bất đắc dĩ nói, bảo bối, đừng tức giận, tôi không phải đã từ chối lời mời của nàng rồi sao, hừ. Có một sẽ có hai. Ai biết trạch có chống lại dụ hoặc không, tôi chống không lại dụ hoặc. Mộ vũ trạch cười khổ mà nói nói, bảo bối. Cô ta với tôi mà nói còn không tính là dụ hoặc, người có thể dụ hoặc tôi chỉ có em. Biết không, hàng hân nghiêng mặt đỏ hồng, trạch, trạch nhàm chán, tôi nhàm chán mộ vũ trạch bất đắc dĩ cũng thế chỉ cần bảo bối vui vẻ nhàm chán liền nhàm chán đi bây giờ còn giận sao mộ vũ trạch lại hôn hai má hàng hân nghiên cười nói hừ dù sao em chính là không thích ánh mắt của cô ấy nhìn trạch về sau duy trì khoảng cách với cô ấy có biết hay không hàng hân nghiên hiếp mắt biểu môi bất mãn nói phải phải bảo bối nói cái gì chính là cái đó nếu không thích ánh mắt của cô ta nhìn tôi tôi đây bảo Lê Hiên lộng hạt nàng. Dứt lời, mộ vũ trạch quả thật cầm lấy điện thoại gọi đi, Lê Hiên, anh, mộ vũ trạch còn chưa có nói xong đã bị hàng hân nghiên đoạt lấy điện thoại, không? Không có việc gì. Lê Hiên anh cứ làm việc của anh, trạch nàng nhàm chán, không có chuyện gì. Thúc, Lê Hiên mặt đầy hắc tuyến nhìn điện thoại trong tay. Lão đại, người là đang chỉnh tôi sao, trạch, để điện thoại xuống, Hàng hân nghiên căm tức nhìn người kia cười vui vẻ, trạch điên ư, chỉ cần là bảo bối không thích, tôi đều sẽ giúp bảo bối loại bỏ nó. Trong mắt mộ vũ trạch chợt lóe một tia âm ngoan, cô ấy vô tội. Hàng hân nghiên trừng mắt nói, vô tội. Chỉ cần khiến bảo bối của tôi không vui, vô tội tôi cũng sẽ không lưu tình, mộ vũ trạch tuyệt tình nói, khiến hàng hân nghiên tâm hung hăng rung lên. Không phải cảm động, là sợ hãi, nàng không muốn trạch như vậy không phải như thế. Rõ ràng không phải như thế, rốt cuộc là nơi nào sai. Trạch, trạch. Hàng hân nghiêng nhìn mộ vũ trạch trong mắt chật lóe một tia hoảng sợ, bảo bối em đang sợ tôi. Mộ vũ trạch tâm rất đau. Vì cái gì em lộ ra biểu tình như vậy? Sợ hãi. Hoảng sợ. Vì cái gì? Tôi làm em cảm thấy sợ hãi, em. Hàng hân nghiêng cắn môi, âm thầm áp chế kinh hoảng trong lòng, ngẩng đầu đối với ánh mắt bi thương mộ vũ trạch trong lòng đau xót trạch không thể như vậy trạch không nên như vậy trạch biết không có người vô tội trạch không thể như vậy không thể như vậy mộ vũ trạch mím môi ngẩng đầu kiên định nhìn hàng hân nghiên bảo bối tôi mặc kệ chỉ cần là nguy hại đến em tôi cũng sẽ không lưu tình tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết dứt lời mộ vũ trạch buông hàng hân nghiên ra xoay người đi ra ngoài nhưng trạch như vậy sẽ làm em cảm thấy tội lỗi sẽ làm em muốn né tránh trạch trạch biết không trạch hàng hân nghiêng trầm giọng nói mộ vũ trạch dừng bước tay nắm lại thành quyền tiếp tục đi nhanh ra ngoài em là của tôi em đừng mơ tưởng trốn tránh tôi mặc dù tôi nghiệp chướng nặng nề em cũng đừng mơ tưởng rời xa tôi tôi sẽ bẻ gãy đôi cánh của em khiến em vĩnh viễn chỉ có thể bên tôi cho dù là xuống địa ngục em cũng chỉ có thể ở cùng tôi bảo bối tôi yêu em em biết không không có em tôi sống còn có ý nghĩa gì trong nháy mắt sát khí trên người mộ vũ trạch toàn bộ phát ra một cảm giác hít thở không thông gắt gao vây khốn hàng hân nghiên hàng hân nghiên thân thể dần dần bắt đầu có chút phát run mộ vũ trạch đi rồi sát khí trong phòng cũng đã tiêu tán hàng hân nghiên rốt cuộc không chống đỡ đổ ngồi ở sofa mồ hôi trên trán dần dần chảy xuống, trạch, rõ ràng không nên là như vậy, rõ ràng một khắc trước rất tốt kia mà, vì cái gì biến thành như vậy, tác giả có lời muốn nói, sẽ có hiểu lầm sao. Chương 28, mộ vũ trạch sửng sốt, cả đêm. Cả một đêm hàng hân nghiêng lăn qua lộn lại ngủ không được. Không biết trạch thế nào, trạch đêm nay có trở về hay không, nghĩ nghĩ. Hàng Hân Nghiên vẫn lấy di động ra gọi cho số điện thoại không thể quen thuộc hơn, buổi tối, không có trạch mình lại ngủ không được, ngủ không an ổn. Đô. 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 Trạch làm sao vậy? Vì cái gì không nghe điện thoại? Trong lòng hàng hân nghiêng nôn nóng bất an gọi điện thoại tiếp, điện thoại truyền đến tiếng tiếp, tiếp, tiếp khô khốc. Quy. Điện thoại kia đầu truyền đến từng đợt âm nhạc dùng dập, hàng hân nghiêng đôi mắt đỏ hồng, trạch ở nơi nào? Tôi, thân ái đang làm nha như thế nào đột nhiên không để ý tới em. Tránh ra. Hàng hân nhiên chỉ nghe thấy mộ vũ trạch gầm nhẹ một tiếng, trong lòng rơi xuống lột bột, trạch. Hàng hân Nghiên cảm giác cả người đều đang run rẩy. Ngón tay nắm điện thoại đã bắt đầu trở nên trắng, tâm quặn đau, ân, tôi có chuyện, em trước tiên ngủ đi, đêm nay không cần chờ tôi. Ngủ ngon, không để hàng hân Nghiên nói thêm cái gì nữa, mộ vũ trạch đã cúp điện thoại. Trước cuộc không thể khống chế, Hàng Hân Nhiên nước mắt như vỡ đê cuồn cuộn chảy ra. Trạch, mộ vũ trạch lạnh lùng nhìn nữ nhân xinh đẹp dính mình, trong lòng một trận phiền chán, nâng tay tiếp tục uống mới vừa rồi không uống rượu, thân ái. Nữ nhân xinh đẹp khi thấy mộ vũ trạch không để ý đến nàng, không thuận theo, vừa định tiến gần sát mộ vũ trạch, liền bị mộ vũ trạch lạnh giọng. Nếu cô không muốn nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai thì cứ tiếp tục lại đây. Với ánh mắt lạnh lùng, mộ vũ trạch khinh miệt cười, tiếp tục nâng tay uống rượu, nữ tử kia cắn cắn môi, có chút không cam lòng, thật vất vả như vậy mới gặp một người vừa ý, cứ như vậy mà bỏ qua, thật sự là có chút không cam lòng. Lại nhìn kỹ mộ vũ trạch, thật là mê người, khuôn mặt tuyệt mỹ. dáng người thon dài mảnh khảnh, động tác ưu nhã mà mê người. Hơn nửa giờ phút này hai mắt kia mang theo u buồn, thương cảm, người này quả thực chính là tác phẩm hoàng mỹ mà thượng đế bất công tạo ra, thật muốn bỏ qua sao. Nữ tử xinh đẹp không cam lòng, khó được có cơ hội. Nữ tử tưởng thử lại một lần, xem mộ vũ trạch uống có chút say, một cơ hội tốt như vậy mình cũng không nghĩ sẽ bỏ qua, hạ quyết tâm, nữ tử cắn cắn môi, ai oán nhìn mộ vũ trạch uống. Thân ái quả thật nhẫn tâm như vậy sao? Em đây rất khó thích một người như vậy. Nhìn nữ tử xinh đẹp quyến rũ hờn dỗi, bên cạnh một số người, nhất là nam nhân giờ phút này đều cảm giác bụng một trận nhiệt lượng vương vật a à, mộ vũ trạch nhíu mày chưa từ bỏ ý định sao ai phiền a à, khi mộ vũ trạch chịu không được muốn giải quyết nữ nhân này một giọng nói trong trẻo truyền đến tai mộ vũ trạch mộ trạch mộ vũ trạch nhìn về phía nàng ánh mắt có chút mơ hồ nàng là ai giống như có điểm nhìn quen mắt cô là mộ vũ trạch cao mày hỏi quách kỳ không nghĩ tới tại đây có thể thấy người mình thầm thương có chút ngoài ý muốn cùng kích động, bất quá giờ phút này nhìn Mộ Vũ Trạch giống như đã uống say. Lại nhìn nữ nhân xinh đẹp quyến rũ bên cạnh. Quách Kỳ mặt đen. Theo nàng trong ánh mắt kia, không khó nhìn ra nàng đối Mộ Vũ Trạch có dục vọng, trong lòng một cổ tức giận truyền đến. Nếu Mộ Vũ Trạch không ra tiếng, mình chỉ sợ thật sự nhịn không được khiến nàng đau đớn, Quách Kỳ bất đắc dĩ nhìn Mộ Vũ Trạch, thở dài, thế nào uống say như vậy? quách kỳ không có phát hiện giờ phút này mình là cỡ nào ôn nhu ánh mắt thâm tình cỡ nào cô là ai tôi không có say mộ vũ trạch nhìn quách kỳ nhìn ánh mắt của nàng cảm giác có chút giống như đã từng quen biết ai bình thường người say đều nói mình không có say dứt lời quách kỳ bước đến một bước vừa nâng người mộ vũ trạch dậy tránh ra không được đụng vào ta không muốn chết thì không nên chạm vào người ta mộ vũ trạch trên người phát ra khí chất lạnh thấu xương cô say tôi đưa cô trở về quách kỳ bất đắc dĩ nói để lâu như vậy không phải biện pháp tránh ra ngươi muốn chết sao bỗng nhiên mộ vũ trạch bắt lấy cổ quách kỳ hai mắt phát ra tia sát khí nói quách kỳ trong lòng cả kinh nàng không nghĩ tới mộ vũ trạch thật sự sẽ có sát khí là sát khí nữ tử xinh đẹp thấy một màn như vậy trong mắt tỏ hoảng sợ Trung run đôi môi chạy đi chung quanh rất nhiều người xem chuyện vui cũng bỗng nhiên tản ra tại đây náo loạn có chút lớn bị người nào đó không có hảo ý thấy làm không tốt sẽ lên trang đầu thanh danh tập đoàn mộ thị nói không chừng giảm xuống nghĩ lại quách kỳ cũng quyết định liều hai mắt kiên định nhìn mộ vũ trạch bình tĩnh nói mộ vũ trạch cô muốn làm loạn nơi này sao nhưng cô cũng phải xem tình huống bây giờ ngẫm lại thân phận của cô đi đêm nay tôi nhất định phải đưa cô trở về một tiếng này của quách kỳ đem mộ vũ trạch đang say tỉnh táo lại từ nhỏ đến lớn không có người nào dám nói chuyện với nàng như vậy ánh mắt của nàng khiến mộ vũ trạch nhớ tới mình lúc trước tỉnh tỉnh mê mê nhưng kiên định tự tin vào bản thân nhìn mộ vũ trạch ngạc nhiên trời biết hiện tại trong lòng quách kỳ không yên bình thường mình nào dám cùng mộ tổng nói chuyện như vậy mộ vũ trạch xoa khuôn mặt quách kỳ bình tĩnh nhìn ánh mắt quách kỳ rất giống A tí chí kiên định này, thật sự rất giống mình năm đó, năm đó vì bạch nhã tỉnh mà liều lĩnh, quách kỳ trong lòng thở nhẹ không ngừng, trên mặt có chút nóng lên. Không cho mình nghĩ nhiều, mạnh mẽ bắt lấy tay mộ vũ trạch, kéo nàng đi ra ngoài. Mà mộ vũ trạch cư nhiên thái độ khác thường để người khác lôi kéo, tác giả có lời muốn nói, cái tình huống gì đây? Chương 29, tôi chỉ yêu một mình hàng hân nghiêng, lên xe, Quách Kỳ một tay kéo mộ vũ trạch vào trong xe mình, thắt dây an toàn cho mộ vũ trạch, khởi động xe nghênh ngang mà đi, mộ vũ trạch tựa vào ghế mềm, ánh mắt hiếp lại. Hơi hơi thanh tĩnh một ít. Đầu có chút đau nhức. Mộ vũ trạch xoa xoa thái dương cao mày, đã trễ thế này, mình không có trở về, không biết bảo bối thế nào, có ngủ chưa? Đau đầu đi, cho cô uống nhiều như vậy. Quách Kỳ thản nhiên nói, mộ vũ trạch thế này mới chú ý trên xe còn có một người khác lạnh lùng nhìn lướt qua quách kỳ lập tức cảm giác được không khí quanh mình giảm xuống nắm tay lái sao làm sao vậy quách kỳ khẩn trương hỏi nhưng cũng không dám nhìn về phía mộ vũ trạch đây là đâu tôi như thế nào ở trên xe cô đầu thật sự rất đau xem ra uống hơi nhiều cảm tình vừa rồi toàn bộ đều vong không còn một mảnh a quách kỳ thở dài một hơi cô uống say tôi định đưa cô về, đúng rồi, mộ tổng ở đâu? Tôi đưa cô về, mộ vũ trạch hơi cho mày, thản nhiên cự tuyệt, không cần, tôi tự mình về. Cô dừng ở phía trước là được rồi, tự mình về. Quách kỳ xem bộ dáng mộ vũ trạch, thật sự không yên lòng, vẫn là tôi đưa mộ tổng đi. Vừa lúc đêm nay tôi không có việc gấp, tôi xem mộ tổng uống có chút nhiều. Có chút lo lắng, lời nói quách kỳ khiến mộ vũ trạch nhíu mày, ý vị thâm sâu nhìn Quách Kỳ. Lá gan không nhỏ, cư nhiên có người cự tuyệt lời nói của mình như vậy, trừ bảo bối ra người này là người thứ nhất, nhưng mình thật sự không muốn cho người khác biết chỗ mình ở, nhất là nơi mình sống cùng bảo bối. Tôi nói không cần dừng được rồi. Mộ vũ trạch lại một lần nữa nói, ngữ khí vẫn lạnh lùng như vậy, Quách Kỳ trong lòng đau xót, vì cái gì, vì cái gì cô lạnh lùng như vậy, ôm nhu của cô chẳng lẽ trừ hàng hân nghiêng, cô không thể như vậy với người khác sao, Quách Kỳ dừng lại bên đường, mộ vũ trạch xuống xe, đa tạ. Mộ vũ trạch nhìn Quách Kỳ nói, không cần Quách Kỳ cắn cắn môi trả lời nhìn mộ vũ trạch xoay người rời đi. Cũng không biết dũng khí từ nơi nào đến, tiến lên cầm tay mộ vũ trạch, mộ vũ trạch cả kinh. Lập tức hơi thở mạnh mẽ phát ra chung quanh, buông ra. Mộ vũ trạch lạnh lùng nhìn Quách Kỳ nói, Quách Kỳ trong lòng đau xót, bi thương nhìn mộ vũ trạch mộ vũ trạch bị quách kỳ nhìn trong lòng cả kinh loại ánh mắt này vì cái gì cái gì là vì cái gì mộ vũ trạch cao mày nói lập tức gạt tay quách kỳ đêm nay thực cảm kích người này nhưng cũng không có cảm kích đến nỗi có thể cho phép nàng tự tiện nắm tay mình vì cái gì cô lạnh lùng như thế vì cái gì vì cái gì một chút ôn nhu cũng không thể cho người khác vì trong lòng cô vĩnh viễn chỉ có hàng hân nghiêng sao vì cái gì không nhìn người bên cạnh người khác yêu cô không thể so với hàng hân nghiên sao vì cái gì cô không nhìn xem cô có biết hay không cô thật sự tàn nhẫn mộ vũ trạch sửng sốt một cổ bi thương nảy lên trong lòng tàn nhẫn ha ha mộ vũ trạch xoay người hờ hững nói không vì cái gì đơn giản là cô ấy luôn ở trong tâm của tôi trong mắt trong lòng của tôi tất cả đều là cô ấy cho dù có người so với cô ấy yêu tôi nhiều hơn thì tôi chỉ yêu một mình cô ấy. Đối với người không cần thiết, tôi đều tàn nhẫn. Mộ vũ trạch đi, quách kỳ cười khổ. Tâm rất rất đau, Lê Hiên, đem xe tới đây. Mộ vũ trạch thản nhiên đối với điện thoại Lý Lê Hiên, Vân lão đại, 5 phút nữa tới. Lê Hiên tắt điện thoại, ra vị trí lão đại mình, dưới chân mạnh mẽ nhấn ga, chiếc xa lao đi trong đêm, 5 phút sau Lê Hiên đến, lão đại lê hiên cung kính mở cửa xe cho mộ vũ trạch mộ vũ trạch nhìn lê hiên không biết suy nghĩ cái gì lão đại lê hiên nghi hoặc nhìn mộ vũ trạch lão đại làm sao vậy chẳng lẽ lại cùng tẩu tử cãi nhau lê hiên gần đây hạo tiểu tử thế nào mộ vũ trạch bỗng nhiên nói ra một câu như vậy hắn rất tốt gần đây hình như là hắn đang đào hoa mà có chuyện rối rắm đào hoa lại chọc ai ngạch không phải tiểu tử kia có người trong lòng trước vì quá đào hoa nên hiện tại đang thu thập cục diện rối rắm ân ra là như thế mộ vũ trạch thản nhiên nói vừa ngồi vào trong xe còn nói câu lê hiên anh cũng nên tìm một người cho mình đi những lời này đem lê hiên như bị sét đánh lão đại vừa mới nói cái gì là ảo giác đi đúng là ảo giác còn không lái xe mộ vũ trạch hờ hững nói vâng lê hiên hoàng hồn Lê Hiên lựa chọn nghe nhầm câu nói kia của mộ vũ trạch. Chương 30, U Minh Điện gặp chuyện, trạch bỏ ta, mộ vũ trạch nhẹ nhàng mở cửa phòng, chỉ nhìn thấy một hắc ảnh nằm trên bàn cơm trong phòng khách, hơi hơi cho mày. Không biết như vậy sẽ dễ cảm lạnh sao? Không phải đã nói không cần chờ mình sao, nhìn bữa cơm đạm bạc trên bàn kia mộ vũ trạch hơi đau xót, bảo bối, tôi đến cuối cùng nên làm sao đây, thở dài một hơi bỗng một giọng nói nhẹ vang lên mộ vũ trạch cả người sửng sốt cúi đầu nhìn hàng hân nghiêng bảo bối đang nói nói mớ sao trạch không được rời xa em trạch âm thanh nức nở tựa như roi đánh xuống tâm mộ vũ trạch bảo bối nếu em không rời tôi liền không buông tay em ra nếu em muốn rời xa tôi tôi liền thành toàn cho e tôi không thể bẻ gãy đôi cánh để em mãi ở bên cạnh tôi không thể nhìn em chịu thống khổ tôi không làm được bất cứ chuyện gì liên quan tới em hai người cùng thống khổ, không bằng tôi để em tự do. Thống khổ này, tôi nguyện nhận hết, bảo bối. Không được rời xa tôi. Mộ vũ trạch nhu tình hôn tráng hàng hân nghiêng. Không có em, tôi không biết tôi sẽ thành cái dạng gì. Chắc tôi sẽ phát điên mất, mộ vũ trạch đem hàng hân nghiêng nhẹ nhàng ôm vào trong phòng ngủ của hai người. Nhìn hàng hân nghiêng trong lúc ngủ không vui buồn giận dỗi, khóe mắt có thể thấy động lại vài giọt nước mắt. Mộ vũ trạch lại thở dài, này rốt cuộc là tra tấn em, tra tấn tôi. Là tra tấn cả hai người chúng ta, đi vào phòng tắm, đem mùi rượu trên người gọt rửa sạch sẽ. Vừa nằm xuống, chuẩn bị ôm hàng hân nghiên đi vào giấc ngủ, mộ vũ trạch đột nhiên cảm giác được điện thoại đang rung. Lê Hiên Đã trễ thế này còn có việc gì sao, mộ vũ trạch cầm di động đi ra ngoài ban công, thấp giọng hỏi, chuyện gì, lão đại, U Minh Điện đã xảy ra chuyện nghe thanh âm lê hiên mang theo chút phẫn nộ cùng sốt ruột mộ vũ trạch ngẩng người theo sau đó là bột phát ra một trận sát khí sao lại thế này lão đại chúng ta bị đánh lén hãy đường các nàng bị thương may mà thương thế không nghiêm trọng người của chúng ta như thế nào bị đánh lén là ai có tra được là ai không lá gan quả là không nhỏ mộ vương ta cũng dám đánh lén xem ra là ngại mình sống lâu quá rồi, thực xin lỗi, lão đại, còn chưa có ra được là ai, là tôi thất trách. Lê Hiên ảo não nói, ra, phải ra cho ra. Mộ Vũ Trạch ánh mắt có một tia tối mang theo sát khí nói, vâng, có manh mối gì không? Mộ Vũ Trạch tiếp tục hỏi, có, trước đại điện có phản phất một mùi hương. Lê Hiên hiếp mắt hồi tưởng nói, nếu không phải cái mũi của mình so những người khác nhạy hơn một chút chỉ sợ cũng không chú ý đến chi tiết này, mùi hương, đúng vậy, là mùi hương nhẹ rất nhẹ. Nếu như không phải cái mũi của tôi nhạy cảm, sợ là cũng sẽ không chú ý tới, ta lập tức đến, không cho bất luận kẻ nào tới gần đại điện. Mộ vũ trạch nghĩ nghĩ, vẫn là thấy tự mình đi một chuyến mới yên tâm, vân lão đại, cút máy, mộ vũ trạch tùy tay cầm lấy quần áo vội vàng đi, trước khi đi vẫn không yên lòng nhìn hàng hân nghiêng nằm ở trên giường, vẫn là nhịn không được xoay người hạ xuống một nụ hôn trên trán hàng hân nghiêng, đem hơi thở bao trùm trên người hàng hân nghiêng mới yên tâm rời đi, mộ vũ trạch vừa mới rời đi một giây. Cũng là lúc hàng hân nghiêng tỉnh dậy. Nàng giống như vừa mới cảm giác được hơi thở của trạch, nhìn trong phòng đen tuyền một mảnh, trạch, ngươi không có trở về sao? Là ảo giác sao, tâm co rút đau đớn, nhưng mình như thế nào lại ở trong phòng? Hàng hân nghiêng sửng sốt, thế này mới không đúng mình rõ ràng là ở phòng khách chờ trạch. Giống như chờ lâu quá liền ngủ quên. Nhưng, hàng hân nghiêng nhìn nhìn chăn được đắp trên người mình. Trên người mình có đắp chăn. Loại ý nghĩ này chỉ tồn tại trong đầu ba giây, hàng hân nghiêng sốc chăn, mạnh mẽ lao xuống giường, trạch. Trạch ở đâu? Hàng hân nghiêng nôn nóng mà lòng lại vui sướng, lầu hai chạy đến lầu một. Phòng khách chạy đến hậu viện, hậu viện đến phòng bếp. Phòng bếp đến thư phòng. Thư phòng quay lại lầu 2. Tìm không sót chỗ nào trong nhà. Hàng hân nghiên tâm trùng xuống. Trạch, vì cái gì? Rõ ràng đã trở lại còn muốn đi đâu sao? Trạch quả thật không hề để ý bảo bối sao. Nghĩ đến đây, hàng hân nghiên cả người sụi lơ ở trên sàn, nước mắt hàng hân nghiên tùy ý rơi. Lại cầm lấy di động, nhìn vào danh bạ, bấm vào tên người hiện lên đầu tiên. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau, xin lỗi, lần này, tâm hàng hơn nghiêng triệt để lạnh lẽo, sao lại thế này? Mộ vũ trạch cả người mang sát khí bước nhanh đến hướng đại đường, Lê Hiên đang chờ ở đó, lão đại. Thực xin lỗi, là tôi thất trách. Lê Hiên cúi đầu, ảo não nói, nhìn hư hao chung quanh trong đại điện. Mộ vũ trạch ánh mắt tối hơn vài phần. Rất tốt. Lá gan rất lớn, dám đụng đến U Minh Điện, địa bàn của ta vậy hãy chuẩn bị nhận lửa giận của mộ vương ta bỗng nhiên mộ vũ trạch nheo mắt mùi hương này lê hiên điều tra ra mùi hương này chưa ánh mắt lê hiên cũng trầm xuống tạm thời còn chưa có bất quá lão đại yên tâm tôi đã ra mệnh lệnh cho thuộc hạ điều tra hết toàn bộ cửa hàng có liên quan tin tưởng đến buổi sáng ngày mai sẽ có manh mối ân ừ. làm tốt lắm kế tiếp chờ tin tức đúng rồi hải đường cùng hoa chi băng thế nào mộ vũ trạch không yên lòng hỏi tả đường chủ cùng hữu đường chủ cũng không có trở ngại gì chỉ là bị thương ngoài da ân vậy là tốt rồi ta đi xem các nàng dứt lời mộ vũ trạch liền lập tức hướng ra ngoài đại điện mà đi từ xa liền nghe thấy được âm thanh hai người đùa giỡn mộ vũ trạch nhẹ nhàng nhếch nhếch khóe miệng uy đáng chết hoa chi băng cô làm gì đó cô đồ khốn kiếp a à, tiểu đường đường làm gì vậy buông tay buông tay đau 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 khốn kiếp không được gọi tôi là tiểu đường đường buông tay ngươi ra có nghe thấy không hảo 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 tôi không gọi tôi không gọi tiểu đường đường em mau buông tay đau quá em như vậy tôi như thế nào bôi thuốc cho em cô còn gọi tôi không cần cô bôi thuốc cho tôi ngô tân tiểu đường đường không ngoan thật bạo lực hoa chi băng khốn kiếp cô mau lấy tay của cô ra khỏi ngực tôi nếu không hai chữ cuối cùng mộ vũ trạch nghe rất rõ ràng là hải đường cắn răng nói ra hai cái kẻ dở hơi này a cụ 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 mộ vũ trạch tuy rằng thực không nghĩ quấy rầy hai vị đang ngọt ngào nhưng thật sự là không yên lòng về thương thế các nàng nghe thấy tiếng ho khang hải đường hòa hoa chi băng sửng sốt quay đầu thấy mộ vũ trạch đứng bên cạnh nhất thời phản ứng lại lão lão đại người người tới mặt hải đường đỏ lên lão đại hoa chi băng trong mắt chợt lóe một tia xấu hổ cùng thẹn thùng mộ vũ trạch buồn cười nói thế nào ta chỉ là tới xem thương thế các cô thế nào sao thẹn thùng như vậy bất quá vừa rồi mới xem các cô tiểu đánh tiểu nháo điểm ấy thương thế cũng không quá nặng đi ngạch nhìn khuôn mặt hai người không thể hồng hơn mộ vũ trạch tâm tình sung sướng bất quá xem hải đường vừa rồi bộ dáng kia 10 phần sinh khí, hẳn là không có chuyện gì, nếu như vậy ta sẽ không quấy rầy các cô, ha ha, tiếp tục đi, hải đường cảm giác muốn đào cái lỗ mà chui xuống. Giống như hiện tại liền muốn đem hoa chi băng đi chôn sống. Chương 31, hàng hân nhiên bị cường ôm, mộ vũ trạch xoay người đi ra U Minh Điện, lại cùng Lê Hiên đi xem tình huống các thuộc hạ bị thương của U Minh Điện, thời gian như vậy liền chậm rãi trôi qua, Hàng Hân Nhiên nhìn trời dần dần đã ở bắt đầu sáng. Trạch, một ngày, trong lòng đau đớn, Hàng Hân Nhiên đứng đối diện gương, nhìn mình trong gương mặt tiều tụy, bất đắc dĩ cười khổ. Vỗ vỗ hai má, Hàng Hân Nhiên tự mình lên tinh thần. Không có việc gì, trạch là có lý do. Không có việc gì. Mình phải tin tưởng trạch, Hàng Hân Nghiên quyết định đi đến tập đoàn mộ thị tìm trạch. Ăn mặc đơn giản, điểm tâm cái gì cũng không có ăn. Cứ như vậy một đường chạy theo hướng tập đoàn mộ thị mà đi, cảm giác nôn nóng cùng bất an lập tức biến mất khi có thể thấy trạch. Hàng hân nghiên chạy rất chuyên chú thế cho nên không có nhìn đến nam tử đang hút thuốc tựa bên cạnh vào xe thể thao kia, thiếu gia, chính là cô ấy, quản gia bên cạnh nam tử kia cung kính nói, xác định là cô ấy. Tên nam tử kia thản nhiên nói ném điếu thuốc trên tay đi, đúng vậy, thiếu gia, tuy rằng mộ vương bảo hộ nghiêm ngặt, nhưng ảnh chính là nữ tử trước mắt, ân, rất cốt. Nam tử kia cười. Tùy ý chỉnh sửa tay trang, hắn hướng hàng hân nghiên đi tới, a. À, hàng hân nghiên cảm giác được mình đụng vào một người, là một nam nhân, cường tráng, hàng hân nghiên đi rất nhanh, mắt thấy sẽ hướng bên cạnh ngã quỵ. Chỉ thấy khi nam tử bỗng nhiên ôm eo hàng hân nghiên, chuyển người hắn xuống dưới để hàng hân nghiên trên người mình, ngô. Hàng hân nghiên thét lớn một tiếng. Cả người đều cảm giác một cổ ê e ẩm mới ngẩng đầu nhìn mình đè một người. Cả người cả kinh, Quách Lân nhìn người con gái mảnh mai trên người mình, không thể không bội phục mắt nhìn người của mộ vương, nữ tử trước mắt quả nhiên là Mỹ. Cho dù giờ phút này là suy yếu không chịu nổi cũng là cực Mỹ. Nhất thời trong lòng nảy lên một cảm giác kỳ dị, hắn có chút muốn ôm nữ tử trên người vào trong lòng thật lâu. Lúc Quách Lân vừa định ôm nàng vào lòng. Hàng hân nghiêng liền đứng lên lùi lại mấy bước giữ khoảng cách với người đàn ông xa lạ. Quách lân mặt đen, hắn đáng sợ như vậy sao, cô? Quách lân vừa muốn nói nhưng đã bị hàng hân nghiên đánh gãy, thực xin lỗi. Anh không sao chứ? Hàng hân nghiên lo lắng lại cảnh giác nhìn nam tử trước mắt, quách lân liền tươi cười. Nhìn nữ tử trước mắt, quách lân đột nhiên không muốn làm theo kế hoạch. Hắn nghĩ mình sẽ sửa chiến thuật, hoặc là đem nữ nhân trước mặt thuộc về mình so với hủy diệt mộ vương càng làm cho mình có cảm giác thành tựu vì thế quách lân ôm nhã cười tân không có gì trở ngại còn cô ân cảm ơn tôi không có việc gì đúng rồi tôi tên quách lân xin hỏi phải xưng hô với tiểu thư thế nào quách lân tao nhã khiến hàng hân nghiên dần dần buông xuống tính cảnh giác hàng hân nghiên đạm cười nói tôi là hàng hân nghiên hàng hân nghiên quách lân cười Quả nhiên khi nữ tử này cười rộ lên càng làm cho người ta kinh diễm, tiểu nghiên có việc gấp sao? Tôi có thể giúp đỡ, quách lân cười nói, hàng hân nghiên là bị quách lân một tiếng tiểu nghiên làm cho có chút xấu hổ. Thế này mới vừa nhận thức, mình cùng hắn rất quen thuộc sao? Nếu trạch nghe thấy được người khác kêu mình như vậy. Phỏng chừng lại ghen tị, nghĩ vậy, hàng hân nghiên đôi mắt ám ám. Trạch! Quả thật không để ý tới em sao, Quách Lân cũng đã nhìn ra Hàng Hân Nghiên biến hóa. Vì thế chậm rãi tiến đến Hàng Hân Nghiên, Hàng Hân Nghiên phục hồi tinh thần liền thấy khoảng cách mình với Quách Lân rất gần rất gần, gần đến vừa nhất đầu là có thể đụng phải cầm hắn, Hàng Hân Nghiên chấn động. Kinh hoảng lui ra phía sau vài bước, nha, tiểu nghiên đừng nhúc nhích. Quách Lân nói, người cũng tiến về phía trước vài bước liền đem Hàng Hân Nghiên ôm ở trong lòng, anh, anh. Sắc mặt Hàng Hân Nghiên cứng đờ, sau đó mạnh mẽ đẩy quách lân ra anh làm gì đấy quách lân khiêm tốn cười nói tiểu nghiên làm sao vậy tôi chỉ là thấy trên vai tiểu nghiên có vết bẩn giúp cô lấy phổi mà thôi tiểu nghiên cho là tôi muốn làm cái gì nhìn biểu tình bất đắc dĩ của quách lân tự hồ giống như thật là có chuyện như vậy hàng hân nghiên bán tính bán nghi ánh mắt hơi hơi chuyển chuyển vì thế miễn cười nói nga là như thế này a à, thực xin lỗi tôi nghĩ đến nghĩ đến quách lân nhíu mày hình như có vô tình khiêu khích hành vi của tiểu nghiên vừa rồi quả nhiên là làm tôi tổn thương nguyên lai like tôi không được tiểu nghiên tín nhiệm a à, hàng hân nghiên mỉm cười xin lỗi thực xin lỗi tôi còn có việc đi trước nói xong cũng không quan tâm quách lân nói cái gì chạy qua người quách lân hướng tập đoàn mộ thì chạy đi quách lân có chút đâm chiêu nhìn bóng dáng hàng hân nghiên rời đi đạm cười nói ha ha có ý tứ hàng hân nghiên thiếu gia Tên quản gia đi đến bên người quách lân, đi thôi. Phái người hảo hảo lưu ý nàng. Kế hoạch thay đổi. Quách lân một xoay người phân phó nói, vân thiếu gia, cảm giác được ánh mắt phía sau biến mất, hàng hân nghiêng mới xoay người nhìn lại. Chào mày, quách lân. Thật đúng là đem mình coi thành đứa ngốc sao. Lấy cớ vết bẩn này nọ như vậy tới gần ôm mình sao. Đi theo trạch lâu như vậy. Điểm ấy chẳng lẽ không phát hiện điều mờ ám. Thật đúng là đem mình thành nữ nhân cái gì cũng đều không biết. Cho dù không Arisa, là một người tài hoa của Nhật Bản, mình tốt xấu cũng là độc nữ của tập đoàn hàng thị. Trên thương trường ngươi lừa ta gạt, mình cũng không phải không thấy. Vừa rồi nam tử kia nhìn mình bằng ánh mắt của một thợ săn có hứng thú đối với con mồi mình vừa tìm được. Bất quá nhìn nam tử kia ngoài mặt ôn nhã cùng khiêm tốn, hàng hân nghiêng biết, nam tử này rất nguy hiểm. Bất quá, mình có ngửi được trên người nam tử kia có một mùi hương. Hàng hân nghiêng nhất thời ác cảm với quách lân, lắc đầu, không suy nghĩ chuyện của người nọ nữa, vẫn là nên tìm trạch, đợi cho mộ vũ trạch đi ra U Minh Điện, sắc trời đã muốn sáng, mộ vũ trạch hiếp mắt. Trời đã sáng. Một buổi tối như vậy mà qua. Nghĩ đến đêm qua như vậy làm bảo bối đau lòng, mộ vũ trạch liền nhíu nhíu mày. Cũng không biết bảo bối thế nào, nghĩ nghĩ, mộ vũ trạch lấy di động chuẩn bị gọi cho hàng hân nghiêng, di, mộ vũ trạch ngẩn người tắt máy, thở dài, vẫn là nên về công ty trước đi, vì thế hướng bãi đổ xe U Minh lấy ra một chiếc xe thể thao kiểu mới nhất. Mộ vũ trạch cảm thán, may mắn nơi này không có bị phá. Bằng không mấy chục chiếc xe thể thao số lượng có hạn trong bãi đổ xe hư hao không ít. Thật không muốn nghĩ đến, mộ vũ trạch vừa đến công ty. Nghĩ đi tắm rửa, dù sao tối hôm qua uống nhiều như vậy, một thân mùi rượu, cho dù tối hôm qua đã tắm rửa nhưng là vẫn có thể ngửi được mùi rượu. Mộ vũ trạch cởi một cúc áo. Nhất thời mặt ghét bỏ. Thật khó, khoan khoan, mộ vũ trạch bỗng nhiên cả kinh, lại ngửi ngửi, chính mình trên người cư nhiên có mùi hương giống mùi hương ở U Minh Điện. Mộ vũ trạch hít mắt, chỉ cần dính vào sẽ gặp niêm phụ, nói như vậy, manh mối này, chính mình ngược lại là có thể lợi dụng nó. Mộ vũ trạch nhếch nhếch khóe miệng, mặc kệ ngươi là ai ta sẽ cho ngươi biết kết cục khi chọc tới mộ vương ta. Chương 32, Trạch yêu ta, hát, đợi cho mộ vũ trạch tắm rửa xong thì nghe thấy điện thoại trên bàn vang lên, quy chuyện gì? Mộ vũ trạch trà lau sợi tóc không ngừng rơi những giọt nước xuống thản nhiên hỏi, tổng, tổng tài, phu, phu nhân hỏi, có thể, đi lên tìm ngài không? Nữ tử lắp bắp nói, quả thực rất kinh sợ, tổng tài phu nhân cư nhiên khẩn trương hỏi mình có được đi lên tìm tổng tài. Chẳng lẽ tổng tài cùng phu nhân hai người cãi nhau? Hoa hoa hoa. Đại phát hiện A, à, ách. Mộ vũ trạch ngẩng người, lập tức cười, ha ha, có thể, vất vả cho cô. Mộ vũ trạch đạm cười nói. Phu nhân, mình thích, nữ tử kia cả kinh, chỉnh trái tim sắp nhảy ra ngoài. Cái gì cái gì, mình nghe nhầm sao? Tổng tài đối chính mình cười, tuy rằng chỉ nói chuyện điện thoại với mình nói vất vả, không vất vả không vất vả kỳ thật vì tổng tài. Đã biết chuyện căn bản không tính là cái gì. Nữ tử vốn định nói lời này, không ngờ điện thoại bên trong truyền đến là thanh âm túc, túc, hàng hân nghiêng không yên, khẩn trương đi đến thang máy dành riêng cho tổng tài, trong lòng một mảnh náo loạn, trạch đồng ý gặp mình, đó là không phải ý nói trạch không tức giận. Nhưng, nhưng nếu là trạch gặp mình chỉ là triệt để nói vấn đề kia thì mình nên làm cái gì bây giờ? Mình sẽ mất trạch sao? Không, không thể. Chỉ cần nghĩ đến khả năng này, tâm hàng hân nghiên liền đau không thể tự kềm chế, hô hấp cũng khó khăn. Trong lúc hàng hân nghiên miên mang suy nghĩ, thang máy đã tới tầng có văn phòng của tổng tài, nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, hàng hân nghiên miếm môi, nhẹ nhàng đẩy cửa, trạch. Em. Hàng hân nghiên nói chưa thành câu, chỉ thấy một bóng người mạnh mẽ ôm lấy mình. Hàng hân nghiên đôi mắt rốt cuộc ức chế không ngừng đỏ, trạch. Mộ vũ trạch hung hăng ôm lấy hàng hân nghiên, nhu tình hôn môi hàng hân nghiên, bảo bối, tôi rất nhớ em, trạch, bại hoại. Trạch như thế nào có thể đối với em như vậy, như thế nào có thể? Trạch không biết em có bao nhiêu sợ hãi. Em sợ trạch không cần em. Trạch như thế nào có thể bỏ em lại một mình? Hàng hân nghiên chảy lệ, chắc cao ôm mộ vũ trạch, âm thanh run rẩy, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Bảo bối, thực xin lỗi sẽ không sẽ không bao giờ mộ vũ trạch giờ phút này hận không thể giết mình mình đêm qua như thế nào để bảo bối ở nhà một mình em ghét trạch em ghét trạch hàng hân nghiên vừa đánh vào lồng ngực mộ vũ trạch vừa khóc nói bảo bối tôi yêu em tôi yêu em em có biết hay không tôi sợ em không cần tôi tôi đen tối tàn nhẫn bảo bối em trong sáng thiện lương như vậy tôi tôi Mộ vũ trạch không biết nói thế nào cho phải, hàng hân nghiên cảm giác được trạch tại sợ hãi, nàng thật sự tại sợ hãi. Người chí tôn, hiện tại chỉ bởi vì mình nhất thời nói lời vô tâm làm cho sợ hãi, tâm hàng hân nghiên rất đau. Đau lắm, trạch. Trạch. Ngu ngốc, ngu ngốc. Đại ngu ngốc. Hàng hân nghiên gắt cao nắm lấy áo mộ vũ trạch, trong lòng co rút đau đớn, đúng, tôi ngu ngốc, tôi ngu ngốc, em không được rời xa tôi con người ngu ngốc này được không bảo bối. Mộ vũ trạch hận không thể đem hàng hân nghiêng hòa tan vào trong lòng. Nàng thật sự muốn yêu nhiều hơn, sủng nhiều hơn, ngu ngốc ngu ngốc. Không có trạch. Em sống còn có ý nghĩa gì nữa? Không có trạch, trạch muốn em làm sao đây? Em không cho phép trạch rời xa em, cho dù em nói gì là bởi vì em yêu trạch, cho nên em sợ hãi, em sợ hãi trạch rời em đi. Mặc kệ trạch là cái dạng gì thì vĩnh viễn trạch cũng là trạch của em, em yêu trạch, em yêu trạch. Trạch như thế nào có thể bởi vì một câu nói của em mà bỏ em lại? Khốn kiếp, đại khốn kiếp. Giờ phút này trên gương mặt xinh đẹp của hàng hân nghiêng đã ướt đẫm nước mắt. Nàng thật sự chịu không nổi, nàng cảm giác được toàn bộ thế giới đều lạnh lẽo, trống rỗng. Chỉ có gắt cao ông trạch mới cảm nhận được trong lòng ấm áp, Hàng Hân nghiêng thế này mới có thể cảm nhận được thân thể dần dần tăng độ ấm. Đúng đúng. Tôi khốn kiếp, toàn thế giới đều khốn kiếp khốn kiếp. Bảo bối, bảo bối, tôi yêu em, tôi yêu em, bảo bối, bảo bối. Mộ vũ trạch mê luyến niên cùng hôn lên gương mặt đầy nước mắt của hàng hân nghiêng, nếu em rơi lệ, tâm của tôi đau như bị hàng vạn cây kim châm vào. Bảo bối. Giờ khắc này trống rỗng đau đớn trong lòng đã dần dần khép lại thật tốt. Trạch luôn luôn ở bên mình, thật tốt, trạch của mình không có rời mình đi, thật tốt, thật tốt, bảo bối. Tôi. Mộ vũ trạch thâm tình nhìn nữ nhân trong lòng nói, bỗng nhiên, mộ vũ trạch sửng sốt, lập tức hướng cổ hàng hân nghiêng ngửi ngửi, ách. Hàng hân nghiêng đỏ mặt. hờn dỗi liếc mộ vũ trạch một cái, làm gì vậy? Trạch là cậu sao? Chẳng lẽ trên người mình còn có mùi gì sao? A a a mắt cỡ chết, nghĩ vậy, hàng hân nghiêng một phen đẩy mộ vũ trạch ra, đỏ mặt nói, trạch, cái kia. Em, trên người em không phải có mùi lạ đó chứ, mộ vũ trạch gật đầu nói, tân, a à. Thật sự có. a a à, a à, thật mất mặt. Thời điểm hôn môi cư nhiên bị ngửi được trên người có mùi lạ. Hàng hân nghiêng muốn đào một cái lỗ vào. Ném chết người, ném chết người, mộ vũ trạch đem khuôn mặt cũng bách khả nhân nhi kéo vào trong lòng nhẹ giọng hỏi, bảo bối, hôm nay đụng trúng người nào sao, hàng hân nghiêng đỏ mặt, nói quanh co nói, không, không có, không có sao. Mộ vũ trạch nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói, bảo bối, suy nghĩ kỹ xem, hôm nay có đụng tới người lạ nào đó không? Hoặc là tối hôm qua có hay không đụng trúng người nào, nhìn mộ biểu tình vũ trạch, hàng hân nghiêng cũng biết trạch hỏi cái này khẳng định là vấn đề nghiêm trọng. Vì thế dứt bỏ quẩn bách vừa rồi, nghiêm túc nghĩ, có em hôm nay buổi sáng đụng trúng một nam nhân. Hàng Hân Nhiên nói, hắn ta như thế nào, hắn, rất kỳ quái, làm một chuyện ái muội với em, còn muốn, muốn thừa cơ ôm em. Nói là trên vai em có này nọ. Thiết, em lại không ngốc, lấy bẩn này nọ muốn ôm sao, em liền đoán hắn không phải người tốt. Hàng Hân Nhiên căm giận nói, hoàn toàn không có chú ý tới mặt của người bên cạnh đã đen đi phân nữa, cái gì? Hắn ôm em, mộ vũ trạch đỏ hồng mắt hét lớn tân nhìn hắn cũng rất được bất quá em không thích cùng hắn ở chung trong ánh mắt hắn ẩn giấu quá nhiều em chán ghét người như thế hàng hân nghiêng cao mày nói mộ vũ trạch chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng vẫn tiếp tục lên cao khốn kiếp khốn kiếp ta muốn đánh hắn nữ nhân của ta cũng dám mơ tưởng thật là muốn chết mà hắn là ai vậy bảo bối biết không Mộ vũ trạch cắn răng oán hận nói, ngô. Hình như là, cái gì? Quách lân. Đúng, chính là quách lân. Hàng hân nghi nghĩ nghĩ, nói, quách lân. Mộ vũ trạch nhếch khóe miệng. Muốn chết mà. Nàng muốn cho hắn biết, hơn nữa phải nhớ cả đời. Cái gì có thể đụng, cái gì không thể đụng, hàng hân nghiêng nhìn mộ vũ trạch, nghi hoặc nói, trạch làm sao vậy, mộ vũ trạch cười nói, không, chỉ là vừa mới đột nhiên nghĩ đến một chuyện, bảo bối mùi hương trên người em hẳn cũng là do nam nhân kia lưu lại, mùi hương sao? Có sao? Hàng hân nghiêng nâng cánh tay lên ngửi ngửi. Có sao? Được rồi, bảo bối, hiện tại lúc này chúng ta có việc trọng yếu hơn để làm không phải sao? Mộ vũ trạch ôm hàng hân nghiêng cười ý không được trong sáng cho lắm. Nha! Không phải đang nói chuyện quách lân sao, hàng hân nghiêng chớp mắt, không rõ nói, Hảo khả ái a a a a. Trong lòng mộ vũ trạch một trận rung động, mặc kệ bảo bối làm ra cái dạng gì, hiện tại trong mắt nàng chính là dụ hoặc, mộ vũ trạch bỗng nhiên hôn lên môi hàng hân nghiêng, ngô, ngô ngô, khoan đã, trạch. Hàng hân nghiêng nói, bảo bối, em là của tôi, ngô ngô ngô. Trạch. A. À. Hàng hân nghiêng thất thanh kêu lên. Cả người rung lên hai mắt lập tức có sương mù mình quả nhiên mâu thuẫn không cho trạch đụng vào nhưng khi trạch chạm vào mình liền đầu hàng bảo bối em thật mẫn cảm a à. mộ vũ trạch giọng khàn khàn nói ngô trạch nhẹ thôi a à. ân ừ. hằng hân nghiên chỉ cảm thấy cả người vô lực cả người đều mềm nhũng dựa trong lòng mộ vũ trạch bảo bối tôi yêu em em là của tôi chỉ có thể là của tôi mộ vũ trạch mềm nhẹ hôn môi hàng hân nghiên a à. ân trạch hàng hân nghiêng cảm giác khối thân thể này đã không còn là của mình nữa bảo bối mộ vũ trạch bỗng nhiên phủ di chuyển đem hàng hân nghiêng từ ngồi chỗ ôm vào phòng nghỉ tổng tài đến giường liền đè cả người lên người hàng hân nghiên a à. trạch ân hàng hân nghiêng run rẩy cả người đều có một cảm giác khó tả bảo bối thoải mái sao Mộ vũ trạch chậm rãi tiến đến dưới thân hàng hân nghiên, nhìn địa phương bí mật kia, nhẹ nhàng hôn. Chỉ cảm thấy hàng hân nghiên run rẩy. Trên rỉ nói ta. À, trạch. Trạch, trạch, em, em muốn trạch, bảo bối, nói yêu tôi. Nói yêu tôi, tôi liền cho em, em yêu trạch. Trạch. Em yêu trạch. Ân, bảo bối. Tôi cũng yêu em. Chương 33, đã muốn bị làm hư. Lê Hiên, điều tra tên quách lân này, ta muốn đầy đủ tư liệu về hắn. Mộ vũ trạch cầm di động đứng trên ban công, lạnh giọng nói với Lê Hiên, xoay người nhìn người đang ngủ trên giường lớn, trong lòng mộ vũ trạch nhuyễn thành một mảnh. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào mơ tưởng bảo bối, người đó thuộc về mình, chỉ có thể là người của mình. Vân lão đại, treo điện thoại, mộ vũ trạch nhẹ nhàng đi vào trong phòng, mỉm cười, chậm rãi nằm xuống, khi mộ vũ trạch vừa muốn đem hàng hân nghiên còn đang ngủ say ôm vào trong lòng, hàng hân nghiên tự hồ là cảm giác được hơi thở quen thuộc, nhíp vào lòng mộ vũ trạch, miệng nói mê trạch. Chán ghét, mộ vũ trạch cười nhẹ, một nụ hôn dừng ở trên trán hàng hân nghiên. Bảo bối, tôi yêu em. Ngủ ngon, lão đại, sáng sớm Lê Hiên liền tới văn phòng của mộ vũ trạch trên tay còn cầm một chồng tài liệu, vẻ mặt Lê Hiên tự hồ có chút sốt ruột, xông vào liền thấy hàng hân Nghiên dùng đũa gắp một khối đậu hũ đút cho mộ vũ trạch ăn lê hiên liền ngẩn người nhất thời trong lòng một lột bột cả người đổ mồ hôi lạnh hắn cũng không quên lúc tiểu tử bắt huyền hạo như thế nào đắc tội với lão đại nhà mình lê hiên giờ phút này hảo hối hận a à, mộ vũ trạch đạm mạc nhìn qua lê hiên không có chút hành động nào trạch ăn một miếng nữa nha hàng hân nghiêng biểu môi thêm một khối đậu hũ tới gần miệng mộ vũ trạch bảo bối tôi ăn no rồi. Mộ vũ trạch bất đắc dĩ nói, không được. Đây là em làm riêng cho trạch, trạch chỉ ăn chút xíu mà thôi, không phải trạch là ghét bỏ em. Chê em làm khó ăn, ánh mắt vĩ khuất nhìn mộ vũ trạch đầy khổ sở, tuy rằng biết hàng hân nghiêng là cố ý làm biểu tình như vậy, nhưng mộ vũ trạch vẫn là đau lòng, mà thôi, tiêu chảy liền tiêu chảy đi, ngầm thở một hơi, mộ vũ trạch nở một nụ cười tươi sáng lạng đến mê người, ôm nhu nói, như thế nào lại vậy, bảo bối làm vĩnh viễn là tốt nhất, tôi ăn thêm một miếng nữa. Nói xong, mộ vũ trạch liền ăn một ngụm đậu hũ, không có nhai liền trực tiếp nuốt xuống, cười nói tân. Ăn". ăn ngon. Bảo bối làm quả nhiên không giống người thường, Lê Hiên đổ mồ hôi lạnh nhìn mộ vũ trạch giấu bàn tay nắm thành quyền. Lão đại. Quả nhiên thật cường hãn, mộ vũ trạch lấy đũa trong tay hàng hân nghiêng, lấy phần ăn trên bàn đứng lên, vừa ăn còn tán thưởng nói tân ăn ngon thật sao hằng hân nghiên nhìn mộ vũ trạch trước mắt ăn từng chút không tin nói nếu ăn ngon sao trạch nhai cũng không nhai liền nuốt mộ vũ trạch mày lại không tự giác nhíu trong lòng cười khổ không thôi bảo bối đây là trừng phạt mình trách mình mấy ngày hôm trước không để ý nàng hằng hân nghiên lại lấy đũa trong tay mộ vũ trạch chuẩn bị ăn một miếng mộ vũ trạch vừa thấy lập tức đoạt lại khẩn trương hỏi em làm gì vậy Hàng Hân Nhiên kỳ quái nhìn mộ vũ trạch ăn a, à, em xem xem có phải thật sự ngon như vậy hay không? Sao trạch lại khẩn trương như vậy, ách? Mộ vũ trạch cắt gao ôm phần đồ ăn, khẩn trương nói, không được, đều là của tôi, nếu em muốn ăn, lần sau tôi làm cho em ăn. Nói đùa, loại này như thế nào có thể để bảo bối ăn? Vạn nhất ăn rồi đau bụng thì làm sao, mình đau lòng chết a, à, trạch làm cho em ăn. Hàng Hân Nhiên kinh ngạc nói thật hay giả a à. ân ừ, tôi làm cho em ăn khẳng định so với bên ngoài bán ngon hơn mộ vũ trạch đắc ý nói nga vậy được rồi nhưng em hiện tại nhìn trạch ăn như vậy em cũng muốn ăn được không trạch em làm nhưng chưa nếm qua hàn hân nghiêng lấy lòng nói thực sự ngon như vậy nàng không tin không được đây là bảo bối làm riêng cho tôi ăn mộ vũ trạch kiên quyết không cho keo kiệt trạch ăn nhiều như vậy, lại ăn không hết, em chỉ ăn một miếng cũng không được. Trạch quỷ hẹp hòi, mộ vũ trạch vừa nghe, đoạt lấy đũa trong tay hàng hân nghiên bắt đầu ăn. Tốc độ ăn làm người ta liếu lưỡi, hàng hân nghiên giật mình nhìn mộ vũ trạch, trạch, mộ vũ trạch. Đắc ý cười nói, đã hết, ngại quá, tôi ăn hết rồi. Nhìn mộ vũ trạch trẻ con như vậy, hàng hân nghiên buồn cười nói, ngu ngốc nha. Em không ăn là được, cũng sẽ không thật sự dành, xem trạch ăn kỳ miệng đều là. Nói xong, hàng hân nghiêng lấy khăn tay trong bao ra, nhẹ lau khóe miệng và quần áo dính dầu mỡ cho mộ vũ trạch. Mộ vũ trạch thâm tình nhìn hàng hân nghiêng trước mắt, nàng hiện tại nghĩ muốn đem bảo bối tử hình ngay tại chỗ. Bảo bối ôm nhu như vậy rất mê người, hai người không biết giờ phút này các nàng đáng chú ý cỡ nào. Thiên A, Lê Hiên mặt đầy hắt tuyến nhìn hai người. Hắn thật là không nên đến, đây quả thực là chịu tội A, à. hai người như vậy, hắn đơn chiếc a a làm sao cho kham bất đắc dĩ lấy ra trong túi một cái mắt kính yên lặng đeo lên không có biện pháp ai bảo lão đại nhà mình cùng đại tẩu ngọt ngào thâm tình như vậy thiếu chút nữa hại mắt hắn khụ khụ mộ vũ trạch nhẹ giọng ho bất mãn nhìn lê hiên vẫn đang đứng ở một bên mộ vũ trạch vừa muốn nói bỗng nhiên mày nhíu chặt lê hiên có việc lê hiên sửng sốt vội trả lời đúng vậy lão đại Mộ vũ trạch bận rộn nói, tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài nói, vừa vặn ta có việc muốn anh đi làm. Dứt lời, mộ vũ trạch nói với hàng hân nghiên bên cạnh, bảo bối. Em về nhà trước đi, tôi lập tức trở về, hàng hân nghiên ngẩn người, cười nói, Nga, vậy được rồi, trạch bận rộn thì làm đi, bất quá trạch phải nhớ kỹ trạch vừa rồi nói sẽ nấu cho em ăn, ân, ừ, đã nói với bảo bối thì tôi nhất định sẽ làm được, tôi đây cùng Lê Hiên đi ra ngoài trước. Nói xong, Mộ vũ trạch in lại một nụ hôn trên trán hàng hân nghiêng rồi rời đi, lão đại. Người sủng đại tẩu đến người cùng thần đều phẫn nộ. Lê Hiên trong lòng thầm nghĩ. Hắn đã nhìn ra cái nhíu mày của lão đại vừa rồi cùng lời nói đi ra ngoài, phỏng chừng là không muốn đại tẩu biết ăn món đại tẩu làm khiến nàng bị đau bụng rồi đi, nhìn bóng dáng mộ vũ trạch đi ra, Lê Hiên vội đuổi theo, còn cung kính đối hàng hân nghiêng cáo biệt, đại tẩu, gặp lại sau. Hàng hân nghiêng cười nhẹ, tỏ vẻ đã biết. Đợi cho hai người đi khuất, nước mắt hàng hân nghiên cứ như vậy không hề khống chế rơi xuống, hàng hân nghiên lau nước mắt, lòng cười ngọt ngào lại đau, trạch như vậy thật sự sẽ làm hư em. Không, em đã bị trạch làm hư rồi. Chương 34, tổ chức ám dạ trong truyền thuyết, mộ vũ trạch bước nhanh ra ngoài, xác định hàng hân nghiên không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người mới bất đắc dĩ nói với Lê Hiên, Lê Hiên, gọi người lấy thuốc đau dạ dày cho ta nhanh lên, Lê Hiên vừa nghe xong liền đáp, "Vâng, 3 phút sau, thuộc hạ được Lê Hiên giao nhiệm vụ đem thuốc đau dạ dày đến, đưa cho mộ Vũ Trạch uống." Mới bắt đầu nghiêm túc cùng mộ Vũ Trạch nói chính sự, "Lão đại, người bảo tôi tra tư liệu, đã tra ra được đều ở trong này." Lê Hiên đem một chồng giấy giao cho mộ Vũ Trạch đang ngồi trên sofa, cung kính nói, "Mộ Vũ Trạch chậm rãi xem tư liệu, Quách Lân, thiếu gia Quách thị, có một người em gái là Quách Kỳ." Bởi vì Quách thị bị tổng tài tiền nhiệm là Quách Quân cũng là ông nội bọn họ giao Quách thị cho Quách Kỳ tiếp quản. Cho nên từ trước đến nay hắn cùng Quách Kỳ đều ở trạng thái đối địch. Nghe nói Quách Lân này trưởng rất là soái khí, đối với mọi người rất tao nhã, rất lễ phép cho nên được rất nhiều nữ nhân ái mộ. Nhưng tư liệu cuối cùng có một bức ảnh chụp lén Quách Lân, chụp khuôn mặt soái khí Quách Lân mang theo tà khí, ánh mắt kia rất sâu. Ảnh chụp này hẳn là lê hiên ngầm dùng thủ đoạn bởi vì trên ảnh chụp có dấu vết hẳn là lê hiên dùng thủ đoạn một lần nữa mà thành mộ vũ trạch cầm tư liệu lạnh lùng cười quách lân ha ha có ý tứ xem ra là một người có tâm cơ cái loại ánh mắt này không phải một người tao nhã nên có tiếp tục lật trang tiếp theo bên trong là quá trình cha quách quân bắt đầu mở công ty quách thị đến khi nó trở thành một tập đoàn lớn cho đến tư liệu quách kỳ Tư liệu chi tiết chỉ thiếu không có đem 18 đời tổ tông hắn báo ra hết, mộ vũ trạch thực vừa lòng, U Minh Điện làm việc rất hiệu quả, xuống chút nữa, chính là hành vi cùng động thái của Quách Lân mấy ngày nay, nhìn đến thời điểm Quách Lân ngày hôm qua cùng hàng hân nghiên chạm mặt, mộ vũ trạch hít mắt, động tác cũng dừng lại, đứng lên. Thẳng đến tờ cuối cùng, mộ vũ trạch hít mắt nhìn tư liệu trong tay. Ánh mắt mộ vũ trạch hiện lên một tia âm ngoan, cuối cùng, Mộ vũ trạch ném sắp tư liệu trong tay, ngữ khí lãnh dọa người, Lê Hiên. Bảo ám dạ ô Minh Điện trong khoảng thời gian chuẩn bị tốt nhất để hành động. Mình tuyệt đối không thể để bất cứ một khả năng nào tồn tại gây nguy hiểm cho bảo bối. Một điểm nhỏ cũng không được, cho nên mình nhất định phải chắc chắn một lần đánh bại hoàn toàn. Một chút khả năng xoay chuyển tình thế cũng không thể có. Quách lân, hắn thật sự là muốn chết, Lê Hiên cả người run lên, nói, lão đại, Lão đại là nói chuẩn bị hành động. Ám dạ tổ chức, đội ngũ 500 người này toàn là trụ cột của U Minh Điện. Mỗi người đều trải qua khảo nghiệm sinh tử, đều từng kề cận với cái chết, được lão đại đoạt lấy từ trong tay tử thần. Một người có thể đánh 30 người, nhắc tới đội ngũ này, chỉ có nhân vật cao cấp nhất ở U Minh Điện mới biết được, cấp thành viên đều không biết đội ngũ này có tồn tại. Có thể thấy được đội ngũ này có nhiều bí ẩn nhưng cũng rất cường đại. Nay lão đại cư nhiên cho xuất động đội ngũ cường đại có thể so với quân đội. Lão đại, người quả nhiên là sủng đại tẩu sủng đến người thần cùng phẫn. Chỉ sợ quách lân kia như thế nào tính kế đến chết cũng sẽ không biết mộ vương có thể so với tử thần, dễ dàng quyết định sinh tử người khác. Trong tưởng tượng như vậy thật thiện lương, những lời này thật đúng là bị Lê Hiên đoán trúng. Quách lân thật là xem thường mộ vũ trạch, hắn chỉ nghĩ đến U Minh Điện chỉ là một đại hắc bang, mộ vũ trạch nhiều lắm so với các bang phái khác lợi hại hơn một chút thôi. Cũng không có bản lĩnh đạt tới khả năng một tay chống toàn cầu. Cho nên kế hoạch lần này chỉ sợ là thông minh bị thông minh lầm đi. U Minh Điện, như thế nào hắn có thể nghĩ đơn giản như vậy, quách lân tự đi mà cầu nhiều phút đi. Lê Hiên trong lòng thầm than một hơi, mộ vũ trạch nói với Lê Hiên, Lê Hiên, ngươi đi thông báo hải đường và hoa chi băng chuẩn bị sẵn sàng, vâng. Lê Hiên cầm lấy di động gọi Hải Đường. Quy. Hải Đường cầm lấy điện thoại mở miệng nói. Lê Hiên vừa định nói chuyện thì nghe thanh âm vang trời của hoa chi băng kia ta. Ai? Ai? Là ai? Tiểu đường đường như thế nào có thể có nam nhân theo đuổi, hoa chi băng, câm miệng của cô lại, ô ô ô. Tôi không im, tôi không im, tôi không im. Tiểu đường đường ghét bỏ tôi. Là ai? Số nam nhân tôi muốn đánh hắn, Hoa chi băng. Cô tin tôi may miệng của cô không? Tiểu đường đường em thật dữ, quả nhiên là ghét bỏ tôi. Lê Hiên mặt hắc tuyến đầy. xuống nam nhân. Là nói tôi sao? Cô hay lắm hoa chi băng. Cô chờ đó, khụ khụ khụ. Quy. Hải đường. Lê Hiên thật sự là nghe không được lạc thú của đôi vợ chồng son này, rốt cục ra tiếng nói. Lê Hiên. Hải đường nói lê hiên gọi điện thoại cho mình hải đường cũng đang muốn nói gì thì nghe hoa chi băng đáng chết đó đột nhiên kêu lớn lên lê hiên là lê hiên hắn gọi điện thoại cho em hoa chi băng cô ồn ào quá hải đường áp chế xúc động cắn răng nói lê hiên như thế nào lại gọi điện thoại cho em hắn thích em tiếng hoa chi băng này càng lớn lê hiên vừa nghe mày hung hăng nhảy dựng trên trán gân xanh nổi lên hoa chi băng cô quả nhiên thiếu đánh hải đường rút cuộc chịu không nổi giơ tay phải lên hướng về phía bụng hoa chi băng đấm một quyền cô đi chết cho tôi ngô tiểu đường đường đau hải đường không hề để ý tới hoa chi băng một bên ôm bụng kêu lên đau đớn nghi hoặc nói với lê hiên có việc phải không lê hiên ngầm hung hăng hít sâu một cái thế này mới bình tĩnh nói cân lão đại bảo tôi thông báo cho cô và hoa chi băng khốn kiếp kia dẫn dắt tổ chức ám dạ chuẩn bị sẵn sàng, hải đường vừa nghe tổ chức ám dạ, trong lòng mạnh mẽ rơi lột bột, lão đại nàng, Lê Hiên thản nhiên khẳng định nói, đúng vậy, cô, tôi đều biết, ân. Hảo, tôi đã biết, lão đại, tôi đã thông báo cho hải đường. Lê Hiên đối mộ vũ trạch cung kính nói, ân, nhất định bảo đảm không có bất kỳ sơ sót nào, vân lão đại, tốt lắm, đi thôi, theo ta đi một chỗ. Lê Hiên yên lặng đi theo phía sau mộ vũ trạch. Chương 35, muốn chết, mộ vũ trạch lái xe vào một nhà hàng trung, tây cao cấp, mộ vũ trạch vừa lòng cười, đem xe chìa khóa ném về phía sau phân phó nói, Lê Hiên, đem xe khóa kỹ, theo kịp, vâng, hoan nghênh. Ở cửa là một cô gái thước tha miễn cười mở miệng chào khi thấy mộ vũ trạch cùng Lê Hiên đi vào, ân. Mộ vũ trạch thản nhiên từ một tiếng, Lê Hiên đi lên trước mộ vũ trạch mở cửa. Đợi cho mộ vũ trạch đi vào sau đó mình đi vào, nữ nhân viên tiếp khách ngoài cửa miệng mở to, kinh ngạc nhìn một màn này. Đây là lần đầu tiên nàng từ khi làm tới nay thấy một nhân vật hoàng mỹ như vậy, ngài hảo, xin hỏi ngài cần gì? Một tiếp viên đi đến bên Mộ Vũ Trạch, đầu tiên là kinh diễm, sau đó thu lại ngạc nhiên cười hỏi, Mộ Vũ Trạch với nơi này thật vừa lòng. Lê Hiên. Mộ Vũ Trạch nói, lão đại. Lê Hiên hiểu ý nhìn người tiếp viên nói có thể mời ông chủ nơi này ra cho chúng tôi gặp được không tuy rằng ngữ khí hỏi ý kiến nhưng người khác không chút nào cảm giác hắn là đang xin ý kiến đây là mệnh lệnh a à, này người tiếp viên có chút khó xử lão bản là nhân vật lớn mình như thế nào có thể đi mời cứ nói khách yêu cầu gặp là được lê hiên hình như là đoán được người tiếp viên khó xử lạnh lùng nói hảo các vị phiền chờ một chút bất đắc dĩ người tiếp viên phải đi tìm quản lý quản lý có khách muốn tìm ông chủ anh tiếp viên nói cái gì ai quản lý kinh ngạc nói chẳng lẽ phục vụ có cái gì khiến khách bất mãn quản lý nghi hoặc nói chẳng lẽ là không hài lòng vì cách chúng tôi phục vụ này hẳn là không phải bởi vì bọn họ còn chưa bắt đầu phục vụ tôi đi xem thử nói xong quản lý liền tự mình đi tìm mộ vũ trạch xin hỏi, ngài cần gì? Tay quản lý thấy mộ vũ trạch cùng Lê Hiên, cũng là hung hăng kinh diễm một phen. Người trước mắt này, Hoàng Mỹ đến không có từ nào để nói, chúng tôi cần gặp ông chủ. Lê Hiên lạnh lùng nói, hắn cùng lão đại giống nhau. Đều chán ghét ánh mắt người khác nhìn mình, xin quý khách thứ lỗi. Lão bản hôm nay có việc đi công tác, mộ vũ trạch thản nhiên nhìn lướt qua bản tên trước ngực người quản lý. Đây là quản lý, ông chủ không ở đây, Tôi gặp ông cũng được. Nói xong, Mộ Vũ Trạch thản nhiên nhìn thoáng qua người quản lý, người quản lý lập tức cảm giác sau lưng đổ một trận mồ hôi lạnh. Vậy xin hỏi, ngài cần tôi giúp gì sao? Mộ Vũ Trạch chậm rãi nói, "Lê Hiên, bao hết nhà hàng này cho ta. Còn nữa trong vòng 30 phút mời những ai đang trong cửa hàng về hết, phí hôm nay của bọn họ tính hết cho ta." Lời nói Mộ Vũ Trạch không lớn, nhưng cũng đủ cho mọi người ở đây đều nghe thấy, đây là cái tình huống gì? có ai có thể đến nói cho bọn họ không người này nói bao hết nơi này thiên a bọn họ không có nghe sai đi người người đều biết đây là hồng nhạc vật ngữ không phải ai cũng vào đây có được không còn muốn bao bọn họ không có nghe sai đi người ở đây không ai không sợ hãi hơn nữa có thể ở nơi này mạnh miệng như vậy chắc là con của nhà có quyền lực có tiền tài cho nên vừa nghe mộ vũ trạch nói như vậy mọi người có mặt ở đây khó tránh khỏi cảm giác đố kỵ. Tiểu tử, các người là ai mà kiêu ngạo như vậy? Nam tử đang nói chuyện là ước chừng 23-24 tuổi, trên người hắn tất cả đều là hàng hiệu cao cấp nhìn liền biết hắn là một cậu ấm của gia đình giàu có, thật vất vả mới có thể đến ăn bữa tối cùng mỹ nữ, hiện tại cư nhiên nghe thấy nửa giờ sau mời hết toàn bộ người ở nơi này rời đi, chuyện cười. Có tiền là hay lắm sao? Hắn lý tiếu hải nhiều nhất cái gì? chính là tiền a. Hừ. Lê Hiên trong lòng kinh bỉ, muốn chết, Mộ Vũ trạch lạnh lùng nhìn nam tử trước mắt cùng mình không sai biệt lắm về chiều cao nhíu mày. Đối với một số người không biết phối hợp cũng không tính, nàng Mộ Vũ trạch không để trong mắt, vì thế lại nói với người quản lý trước mắt, nghe rõ không? Ta muốn bọn họ trong nửa giờ sau toàn bộ đều rời đi. Chi phí không cần lo lắng. Ta trả gấp đôi tay quản lý tâm hung hăng rung lên thiên a gấp đôi người trước mắt là tiền nhiều không tìm thấy nơi tiêu xài sao lý tiếu hải vừa nghe nhất thời nổi sung khốn kiếp trước mặt lão tử khoe khoang này không phải rõ ràng là khiêu khích sao quay người lại nhìn mỹ nữ bên cạnh lý tiếu hải rất nhanh hộp máu ánh mắt mỹ nữ giờ phút này toàn bộ đặt trên người mộ vũ trạch đáng chết lý tiếu hải nổi sung đi tới chen giữa mộ vũ trạch và người quản lý mắng, khốn kiếp. Cô dựa vào cái gì làm như vậy? Có tiền hay lắm sao? Xoay người nói với quản lý, ta trả gấp ba. Trên trán quản lý chậm rãi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Mộ vũ trạch ánh mắt giờ phút này hiện lên tia nguy hiểm, muốn chết. Mộ vũ trạch ngữ khí rất nhẹ, nhưng Lý Tiếu Hải kia lại cảm giác một trận hít thở không thông. Hừ. Sợ cô ta. Cha mình là Lý Giang. Nghĩ vậy, nam tử kia ngữ khí lại lên cao, thừ. Cô tính làm cái gì vậy? Nhìn cô. Bổn thiếu gia nghiêm trọng hoài nghi cô có năng lực chi trả hay không? Tùy tiện lấy một vật trên người bổn thiếu gia cũng có thể so với cô tốt hơn. Lý Tiếu Hải đắc ý cười cười, quản lý nghe Lý Tiếu Hải nói như vậy, quản lý mới chú ý tới quần áo mặc trên người mộ vũ trạch. Không xem không biết, vừa thấy lại bị dọa nhảy dựng, một thân đơn giản cũng không mất phần cá tính, Áo gió đen, trên chân một đôi da dày, đơn giản phối hợp trên người mộ Vũ Trạch, quả thực chính là hoàng mỹ, không những quần áo kết hợp hoàng mỹ làm quản lý khiếp sợ hơn nữa. Tất cả đều là cao cấp, đều là trang phục của nhà thiết kế nổi tiếng toàn cầu Tê Lâm Z. Thiết kế a, vị Tê Lâm Z là bậc thầy về thiết kế trang phục, số lượng sản phẩm trên toàn cầu đều là số lượng có hạn, không phải có tiền là mua được, toàn cầu chỉ có hơn 10 vật thiết kế công khai mà thôi hiện tại có ba vật được người trước mắt này mặc trên người. Có thể nghĩ kiếp sợ này có bao nhiêu lớn, bậc thầy thiết kế quần áo rất có phong cách riêng, đơn giản là mang theo cá tính độc đáo. Hơn nữa bên trong còn ẩn ấn ký gì đó. Quản lý thật cẩn thận ngẩng đầu, quả nhiên trên áo mộ vũ trạch phát hiện có tiểu dấu hiệu, dét, nhất thời, quản lý cả người đều cứng ngắc lý tiếu hải hiện tại còn dương dương đắc ý. Mộ vũ trạch cũng không nghĩ lãng phí một giây, cô còn muốn nấu ăn cho bảo bối hưởng thức. Không có thời gian ở trong này phung phí, Lê Hiên nhìn ánh mắt không kiên nhẫn của lão đại nhà mình. Lập tức hiểu ý, một tay đem Lý Tiếu Hải sách lên, đi tới cửa liền ném đi, như lúc ném bạch nhã tỉnh, mày, mày, mày. Mày dám đối với tao như vậy? Cha tao là Lý Giang. Mày có biết hay không? Lý Tiếu Hải hỗn hển hô, Lê Hiên lạnh giọng, vươn tay nắm ốc Lý Tiếu Hải, muốn chết vẫn không muốn sống, Lý Tiếu Hải cả người đều ngốc. Nói chuyện âm thanh đều mang theo chút run rẩy mày. Mày. Mày muốn làm. Làm gì tao tao tao, mày mày cái gì. Ba mày là Lý Giang, tao biết thì như thế nào. Thức thời là Trang Tuấn Kiệt, đừng lấy não tàn của mình đi trêu chọc người không nên trêu chọc. Còn Lý Giang, ba mày không là cái đinh gì cả. Chọc lão đại ta, ta cho hắn ăn thành như thường. Nói xong, Lê Hiên còn âm ngoan cười, ai biết lão đại đã lâu, tính tình mình cũng bắt đầu tà ác. Hắc hắc hắc, tác giả có lời muốn nói, giải trí giải trí. Chương 36, bí mật bất ngờ, quản lý vừa thấy cảnh tượng trước mắt, lúc này, tại đây ai cũng biết người trước mắt này là người có quyền, có tiền không thể trêu vào. Nói đùa, ai có thể tuyên bố mạnh miệng như vậy trừ người ngốc. Nàng cũng không phải người ngốc, ta nói không nghe thấy sao? mộ vũ trạch nhìn quản lý không thèm để ý nói nghe nghe thấy được nghe thấy được tôi lập tức đi làm đường quản lý đáp cũng không dám từ chối nữa một phút đồng hồ qua đi toàn bộ đại sảnh đột nhiên vang lên tiếng thông báo các vị khách quý thật ngại quá hôm nay nơi này bị bao hết toàn bộ cho nên phiền các vị trong vòng nửa giờ toàn bộ đều rời đi hôm nay nhà hàng chúng tôi miễn phí toàn bộ vì chuyện lần này xin lỗi các vị vì chuyện đường đột này thật xin lỗi nhất thời toàn bộ nhà hàng yên tĩnh đến lạ thường không có nghe sai đi bị bao nơi này mộ vũ trạch nghe thông báo vừa lòng cười kế tiếp vì thế mộ vũ trạch lấy di động gọi vào số điện thoại của hàng hân nghiên uy. trạch a chuyện gì vậy nghe thấy giọng hàng hân nghiên trong điện thoại trong lòng mộ vũ trạch là một trận ngọt ngào khóe miệng cũng không kiềm chế được mà nhếch lên bảo bối hôm nay bận sao ân không bận gì hết a ngược lại rất nhàm chán nhưng mà làm sao vậy ha ha phải không kia đợi lát nữa tôi cho người đón em mộ vũ trạch cười nói trên mặt tràn đầy sủng địch cùng hạnh phúc đón em đi đâu a à? ha ha tạm thời giữ bí mật trước đến lúc đó tôi sẽ cho người đi đón em ở nhà chờ tôi không cho chạy lung tung người này rất thích chạy ra ngoài không biết mình sẽ lo lắng sao a à, thần bí như vậy sao rốt cuộc là cái gì a à? trạch nói cho em nghe đi trạch nghe hàng hân nghiêng làm nũng mộ vũ trạch nhếch nhếch khóe miệng nhẹ nhàng hôn hôn di động cười nói giữ bí mật bảo bối tôi có việc chút gặp nhé mộ vũ trạch tắt điện thoại nhìn chung quanh mọi người lục tục rời đi cười cười đi vào phòng bếp nơi này ông cho bọn họ đều đi ra ngoài mộ vũ trạch chỉ vào phòng bếp nói này đường quản lý một trận mồ hôi lạnh kêu bọn họ đi người đó tự nấu có ý kiến nhìn mộ vũ trạch mang biểu tình cười cười tuy rằng là thực làm người ta kinh diễm nhưng là quản lý chính là cảm giác lạnh hết cả người vì thế vội trả lời không không ý kiến tôi lập tức bảo bọn họ ra ngoài Mộ vũ trạch vừa lòng nhìn đường quản lý ra lệnh cho người ở bên trong ra ngoài, nhìn phòng bếp sạch sẽ, trống trải lại nhìn bên cạnh một ít rau dưa hoa quả được xếp gọn gàng vừa lòng gật gật đầu. Tuy rằng phòng bếp này không lớn như nhà mình nhưng có còn hơn không đi, nếu đường quản lý nghe được phỏng chừng sẽ không đơn giản là hộp máu đâu. Này còn gọi nhỏ. Cái này gọi là nhỏ thì cái gì kêu là lớn. Phòng bếp nhà cô mới được cho là lớn. Quả nhiên, các người chết, Mộ vũ trạch đi vào phòng bếp, cầm quả cà chua bên cạnh, nhẹ nhàng sờ vỏ quả cà chua bóng loáng kia. Ân, ừ, cũng không tệ lắm, nói với Lê Hiên đứng ở phía sau, Lê Hiên, phái người đi mua 9999 chín đóa hoa hồng. Lấy một phần, xé thành những cánh hoa, sau đó đem những đóa hoa còn lại chia làm mấy phần, trên trần nhà, ở cửa ra vào và chỗ cây dương cầm. Nhớ kỹ, đừng cho người khác biết, nghe mộ vũ trạch phân phó chi tiết như vậy, Lê Hiên rất không hình tượng trợn mắt. Lão đại, người thật sự sủng đại tẩu, sủng đến không cứu được, bất đắc dĩ vẫn làm theo những gì lão đại phân phó đi, mộ vũ trạch ném quả cà chua trên tay, sau đó tiêu sái xoay người tiện đà đón lấy. Rất tốt. Bắt đầu động thủ, mà ngoài cửa đường quản lý trừng lớn miệng nhìn người bên trong tự mình xuống bếp. Ông trời, người nhất định phải làm tôi sợ bao nhiêu lần mới được, mộ vũ trạch cởi áo gió, sang quý, trên người, Sắn tay áo lên khuỷu tay bắt đầu chuyên tâm chiến đấu nấu ăn ân bảo bối thích ăn sườn xào chua ngọt còn có cá trích nướng mộ vũ trạch nghỉ nghỉ vì thế quyết định làm món đậu hũ hôm nay bảo bối ra vẻ muốn ăn lắm món trung đã có giờ đến món tay phòng bếp thực nóng một hồi mộ vũ trạch liền cảm giác một thân khói dầu mộ vũ trạch dùng tay áo lau mồ hôi trên trán mỉm cười ân hoặc nhìn cũng không tệ lắm cũng không biết tại phòng bếp bận rộn bao lâu, đợi cho mộ vũ trạch nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay. Mới biết được đã gần tối rồi, Lê Hiên. Mộ vũ trạch hô, lão đại. Chuyện gì? Lê Hiên lên tiếng trả lời, anh lái xe đón nghiêng nghiêng đến đây, nhớ kỹ phải giữ bí mật. Mộ vũ trạch nói, vâng, Lê Hiên lên xe thể thao của mộ vũ trạch, thẳng tiến đến nhà mộ vũ trạch, nhìn trên lầu trong phòng còn sáng đèn, lê hiên đã biết hàng hân nghiên ở trong phòng đợi lão đại nhà mình rồi lê hiên đi lên lầu nhìn nhìn cửa phòng một trận hắt tuyến cái gì kêu chứng nhận rất yêu bảo bối ngất lão đại có cần cùng đại tẩu nhàm chán như vậy không cửa phòng cũng không buông tha lê hiên thở dài nhẹ nhàng gõ cái gọi là yêu tiểu ốc đại tẩu là tôi lê hiên lê hiên nói hàng hân nghiên mở cửa ra thấy lê hiên đứng ở cửa nghi hoặc nói, Lê Hiên. Anh như thế nào ở đây? Trạch đâu? Hàng Hân Nghiên nhìn trái nhìn phải xác định không có thân ảnh yêu nghiệt nhà mình, vì thế càng nghi hoặc, Trạch không trở về sao? Khụ khụ, này, Ân, lão đại muốn tôi mang đại tẩu đi một chỗ. Lê Hiên xấu hổ cười nói, đi đâu? Này, lão đại nói giữ bí mật. Lê Hiên thật sự không biết nên giải thích như thế nào với Hàng Hân Nghiên bất đắc dĩ phải dựa theo lời nói của lão đại nhà mình. Hàng hân nghiêng một hắc tuyến. Giữ bí mật. Làm cái gì thần bí như vậy, Nga, như vậy a, à. anh chờ tôi một chút, tôi thay quần áo, hảo, đại tẩu, qua hơn 10 phút sau, hàng hân nghiêng rốt cục ra khỏi phòng, Lê Hiên thầm đánh giá, quả nhiên, đại tẩu cùng lão đại nhà mình rất xứng. Cái gì cũng tốt. Khí chất kia nhìn đã biết không giống người thường. Đại tẩu, mời. Lê Hiên khiêm tốn làm ra một tư thế hoàn mỹ, đợi cho hàng hân nghiên đi trước, còn mình theo sát phía sau hàng hân nghiên Hết phần 2 you your okay. Bye, các phụ nữ nha, El Radio xin phép nhận đây, hẹn gặp lại nhá, mãi yêu.